Y đạo quan đồ, trương nhất châm. chương 596, chất lượng làm đầu. Bí thư thành ủy từ quang nhiên biết chuyện này từ chỗ cháu trai Lý Trường Phong, từ quang nhiên vô cùng căm tức, thân là bí thư thành ủy mà trước đó Y cũng không có nhận được bất luận cái tin tức gì, cho dù tam đệ của Y có hành vi đút lót thật thì các phía liên quan cũng có thể thông báo trước cho mình một tiếng mới đúng. Lý Trường Phong có chút khiếp đảm nhìn từ quang nhiên, cần cẩn thận thận nói, bác, bác xem chuyện này thì nên làm cái gì bây giờ? Từ quang nhiên phẫn nộ cắt đứt lời gã nói, đập bàn nói, bọn mày không biết thủ pháp kinh doanh sao. Việc buôn bán thì cứ đàng hoàng mà buôn bán, vì sao phải đi đường ngang ngõ tắt. Lý Trường Phong nói, bác, cháu cũng thật sự không rõ ràng lắm, chuyện này có thể là người ta vô cáo cậu. Vu cáo, được, được lắm, vì sao muốn vu cáo nó, tao đã sớm nói cho chúng mày biết. Đừng cậy tạo là bí thư thành ủy thành phố Nam Thích thì chúng mày không kiêng nể gì cả, làm xăng làm bậy, Tại trước pháp luật quốc gia, mọi người đều được đối xử bình đẳng, nếu là chúng mày thật sự phạm pháp, ai cũng không cứu được chúng mày." Lý Trường Phong nói, "Bác, cậu bị viện kiểm sát mang đi thời gian dài như vậy, nhưng vẫn chưa thả ra, có lẽ đã gặp phải phiền phức gì rồi, hiện tại công ty cháu từ trên xuống dưới lòng người hoảng sợ, có tin đồn đại nói cậu cháu lần này gặp phải phiền phức lớn, bác có lẽ bác phải nhanh hỗ trợ hỏi một chút." Từ Quang nhiên tức giận không thôi nói, "Mày còn muốn dạy tao làm như thế nào sao?" Lý Trường Phong vô cùng xấu hổ, cháu, cháu không phải có ý đó. Từ quang nhiên nói, đi ra ngoài, đừng ở chỗ này làm chậm công tác của tao. Audio điện tử võ tấn bền Sau khi Lý Trường Phong rời đi, từ quang nhiên tức giận đến nắm lấy tờ báo trên bàn ném cuối một bên, lợi dụng phương thức này phát tiết phẫn nộ trong lòng một chút, chân trước phó thủ tướng mới vừa đi, phiền phức liền núi gót tới, từ quang nhiên tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, chuyện này nghìn vạn lần không thể để truyền tới tai văn quốc quyền, hắn bây giờ còn ở tại Lam Sơn, nếu như chuyện này bị kẻ có tâm lợi dụng mà nói, chỉ sợ rằng sẽ có phiền toái không nhỏ. Từ quang nhiên cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho viện kiểm sát, nhưng suy nghĩ một chút thì lại buông điện thoại xuống, trước tiên gọi thư ký tiểu tề của y qua, y bảo tiểu tề lập tức đi tới viện kiểm sát. Hỏi một chút sốt cuộc vì sao từ quang lợi bị mời đến viện kiểm sát. Tiểu tề vừa đi không bao lâu, bí thư kỷ ủy Lý Bồi Nguyên lại tới đây. Từ quang nhiên nghe nói Lý Bồi Nguyên tìm đến mình, trong lòng thầm nói người tới thật đúng lúc, Lý Bồi Nguyên chắc chắn sẽ biết một chút tin tức phong thanh. Lý Bồi Nguyên đi vào bên trong phòng làm việc của Từ Quang Nhiên, trước tiên để ý tới vẻ mặt của Bí Thư Thành ủy một chút, Từ Quang Nhiên lúc này đã điều chỉnh lại rất, từ trên tướng mạo của Y thì không nhìn ra được tâm tình thực sự của Y. Sau khi Lý Bồi Nguyên ngồi xuống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, Bí Thư Từ, tôi qua đây là muốn hướng ngài báo cáo một chuyện. Từ quang nhiên mỉm cười nói, chuyện gì mà quan trọng thế? Làm sao vẻ mặt lại nghiêm túc như thế? Ghi giả ra bộ dạng không có việc ấy, kỳ thực trong lòng đã có một chút cân nhắc. Lý Bồi Nguyên nói, buổi sáng ngày hôm nay, tôi đã gọi tới Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Tăng Kim Đường tra hỏi. Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Huệ Kính Dân sau khi bị bắt đã nói, Tăng Kim Đường đã từng đưa cho hắn một vạn đồng tiền mặt, Tang Kim Đường đối với việc này cũng là thẳng thắn thú nhận. Từ quang nhiên nhíu nhíu chân mày, y cùng Huệ Kính Dân cũng không có giao tình gì, bất quá tang kim đường tại trong ấn tượng của y vẫn là một vị lão đồng chí kiên định khẳng khái, không nghĩ tới hắn cũng làm ra vấn đề như vậy. Lý Bồi Nguyên lại nói, lần này Chủ tịch tỉnh Tống đã tự mình hạ lệnh muốn điều tra rõ vấn đề tham ô của Huệ Kính Dân, căn cứ theo tình hình tôi nắm được, Huệ Kính Dân cũng có dính dáng tới công trình trung tâm thể dục của chúng ta. Hắn đã nói một chút vấn đề liên quan đến việc xây dựng trung tâm thể dục mới, hắn khai báo từ quang lợi của công ty xây dựng thế kỷ mới đã từng trước sau chia hai lần đưa cho hắn 20 vạn đồng nhân dân tệ. Hơn nữa người buôn bán cung cấp vật liệu xây dựng trung tâm thể dục mới là Huệ Cường, con hắn. Trong đó còn tồn tại không ít tin tức giao dịch. Từ quang nhiên nhíu mày, tuy rằng y đã đoán được em trai mình khẳng định đã xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Thằng từ quang lợi này, cho dù mày đàng hoàng làm ăn thực sự, cũng có thể kiếm không ít tiền, vì sao phải đi đường ngang ngõ tắt chứ? Tại trên ba tấc đất của thành phố Nam Tích này mà mày còn phải tặng lễ cho Huệ kính dân sao? Nhưng Từ Quang Nhiên rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, sở dĩ em trai tặng lễ cho Huệ kính dân là bởi vì vấn đề phương án thiết kế, nếu chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh không gật đầu thì phương án thiết kế sân thể dục của bọn họ sẽ không có khả năng được thông qua. Việc này khi đó Từ Quang Nhiên đã từng nghe được em trai oán giận qua, nhưng y cũng không biết em trai tặng lễ cho Huệ kính dân, hơn nữa tặng nhiều như vậy, 20 vạn khẳng định sẽ cấu thành tội hối lộ. Từ quang nhiên trầm mặc một hồi lâu, rồi mới nói tôi không được nghe nói qua chuyện này. Phía viện kiểm sát cũng không thông báo cho tôi. Lời y nói chính là sự thực, trong giọng nói toát ra oán niệm rất sâu, cho dù thật sự là em trai y phạm pháp, phía viện kiểm sát cũng có thể sớm lên tiếng nhắc y một chút, dù sao y là bí thư thành ủy của thành phố Nam Tích, là người lãnh đạo tối cao của Nam Tích, đây là vấn đề lễ phép cơ bản nhất. Lý Bồi Nguyên nói, tỉnh đã thành lập tổ chuyên án, Chủ tịch tỉnh thống đã đích thân hạ lệnh, nhất định phải tra rõ đến cùng, đối với các nhân viên liên quan sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha. Y huyền chuyển hướng về phía từ quang nhiên biểu lộ chuyện lần này không phải dễ dàng đi qua như quá khứ. Từ quang nhiên nói, đó là do tôi lơ là quản thúc quang lợi. Nói xong câu đó, y nhắm mắt lại, đắn đo ra vẻ rất đau xót, vẻ mặt rất xấu hổ. Kỳ thực trong lòng từ quang nhiên là ngoài đau còn giận, Lão Tam thực sự là không nên hồn nhưng đồng thời Từ Quang Nhiên cũng rất úp mở phê bình Lý Bồi Nguyên, Lý Bồi Nguyên đến giờ mới đến tìm mình, căn bản là tiền trảm hậu tấu, hắn đã biết được chuyện này trước, vì sao không sớm nói với mình một tiếng, lại còn đợi cho tất cả trở thành sự thực mới nói tất cả cho mình. Lý Bồi Nguyên cũng có thể đoán được Từ Quang Nhiên khó chịu với mình, ở trên chuyện của Từ Quang lợi, y cũng không đồng tình với Từ Quang Nhiên, thân là bí thư thành ủy, lại để cho em trai mình đi làm công trình xây dựng quan trọng như vậy bản thân thì có hiểm nghi dùng người không khách quan, nói khó nghe một chút chính là lấy việc công làm việc tư. Nếu như từ quang lợi thực sự có cái loại thực lực này, còn có thể dùng lý do tiến cử hiện tại không tránh người thân để giải thích, nhưng từ quang lợi quá khứ là một tên đồ tể giết lợn, nếu luận đến thực lực chân chính của công ty xây dựng của hắn, căn bản là không lên được hàng trên, nếu như không có tầng quan hệ với từ quang nhiên này, hắn căn bản không có khả năng nhận được hạng mục công trình lớn như trung tâm thể dục mới như vậy, sự thực đã chứng minh, sau đó không lâu từ quang lợi căn bản không có kinh nghiệm xây dựng hạng mục lớn thời hạn công trình chậm trễ nghiêm trọng từ quang nhiên chính là nhìn ra điểm này cho nên mới đem công trình trung tâm thể dục mới chia ra chỉ cho từ quang lợi phụ trách xây dựng sân thể dục chính tất cả các công trình khác đều ủy quyền cho trương dương biểu hiện ra cho người ta nhìn là hắn tín nhiệm cùng nâng đỡ đối với trương dương kỳ thực dụng ý chân chính ý là muốn giải thoát cho em trai đi ra từ trong khốn cảnh trước mắt lý bồi nguyên thấy rất rõ ràng y đã sớm bất mãn đối với nhiều việc làm của Từ Quang Nhiên, đáng tiếc thành phố Nam Tích từ trước tới nay vẫn thiếu một người có can đảm giao phong chính diện với Từ Quang Nhiên, sau khi thị trưởng Hạ Bá đạt đi tới Nam Tích liền ôm lấy tâm trạng không cầu có công nhưng cầu đi qua, biểu hiện của y làm cho rất nhiều rất nhiều cán bộ bao gồm Lý Bồi Nguyên ở bên trong cảm thấy thất vọng, Lý Bồi Nguyên thủy chung cho rằng, cục diện chính trị Nam Tích dường như đã thành một cái ao đầm đóng băng đã lâu. Cần có gió xuân thổi tới, hòa tan tảng băng giá cứng rắn bên ngoài, trả lại cho Nam Tích một mặt nước trong lành rộng lớn dập dờn bồng bềnh theo gió. Từ quang nhiên nói, có phải chuyện của Huệ Kính Dân rất nghiêm trọng hay không? Y không hề truy vấn chuyện của em trai mình, mà là hỏi Huệ Kính Dân, đây cũng là một loại phương pháp nói bóng nói gió thường dùng. Lý Bồi Nguyên không chút nào giấu giếm gật đầu, hiện nay đã nắm giữ được chứng cứ hắn tham ô hơn 500 vạn. Từ quang nhiên từ đáy lòng hít một ngụm khí lạnh, y hòa Huệ Kính Dân không hề có liên quan, thế nhưng chuyện của Huệ Kính Dân càng nghiêm trọng, em trai mình bị liên lụy vào cũng sẽ xui xẻo theo, càng phiền phức chính là, vụ án này đã bị tỉnh quan tâm trọng điểm, nếu như mình xuất thủ can thiệp, khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức cần thiết. Lý Bồi Nguyên nói, bí thư tử, tôi thấy hiện tại cần phải làm nhất là mất bò mới lo làm chuồng. Từ quang nhiên biết rõ rồi còn cố hỏi, cái gì gọi là mất bò mới lo làm chuồng. Lý Bồi Nguyên ý vị thâm trường nói, hy vọng chất lượng xây dựng công trình sân chính trung tâm thể dục mới không tồn tại bất luận cái vấn đề gì. Trong lòng từ quang nhiên giống như bị người ta rút roi quất mạnh một cái, đau đến làm cho y cơ hồ tué máu, thế nhưng Lý Bồi Nguyên nói đích xác rất có lý, nếu như công trình em trai y phụ trách lại xuất hiện bất luận cái vấn đề gì, chuyện này sẽ không thể tránh khỏi sẽ tra đến trên đầu của hắn. Từ quang nhiên nói, lão Lý à, chuyện này nhất định phải điều tra nghiêm ngặt, các nhân viên có liên quan, mặc kệ bọn họ có bối cảnh gì, mặc kệ bọn họ có thân phận gì, nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng, nghiêm khắc điều tra đến cùng. ở thời khắc mấu chốt, không nhận thân thích, đây là tố chất cơ bản nhất người trong thể chế phải có. tin tức Tang Kim Đường bị kỳ ủy gọi tới hỏi chuyện rất nhanh đã truyền khắp đại viện của ủy ban thể dục thể thao. chuyện này giống như một quả bom nổ tại ủy ban thể dục thể thao, rất nhiều người có quan hệ với Tang Kim Đường đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. kỳ thực chuyện này cũng rất đơn giản. Nếu Tang Kim Đường có thể đút lót thì hắn có lá gan nhận hối lộ, không ít người trong ủy ban thể dục thể thao đã từng tặng lễ cho Tang Kim Đường, Từ Hoành Yến của nhà khách ủy ban thể dục thể thao cũng là một người trong số đó. Vì chuyện của Tang Kim Đường, hắn đặc biệt qua chỗ Trương Dương để hỏi thăm tình hình. Từ Hoành Yến là một thương nhân chuẩn mực, hắn đương nhiên sẽ không nói mục đích của mình khi đến đây, trước tiên hắn nói tới chuyện trong nhà khách ủy ban thể dục thể thao, Trương chủ nhiệm tôi nghe nói khối đất của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta sắp đấu thầu phải không? Trương Dương gật đầu, cười nói tỉnh đã quyết định, bởi vì thị trường Trần đột nhiên sinh bệnh, cho nên chuyện này kéo dài thêm vài ngày. Tôi đoán có lẽ sẽ sắp chuẩn bị chuyện đấu thầu này, sân thể dục cố thêm cả khối đất của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta, một mảnh đất không nhỏ đó, thế nào? Anh cũng muốn tham gia đấu thầu sao? Từ Hoành Yến cuống quyết lắc đầu, cười khổ nói tôi nào có cái năng lực đó, tôi cũng chỉ đánh nhỏ làm chút buôn bán nhỏ, Vốn chỉ có thể hy vọng vào nhà khách 2 năm tới, nhưng hiện tại xem ra tôi hẳn là nên sớm chuẩn bị. Trương Dương cười nói, chúng ta đúng là đang cần nhà khách, chỗ xử lý công việc của ủy ban thể dục thể thao tạm thời sẽ rời đến khách sạn quốc tế Nam Dương, Chờ khi nào ký túc xá xây xong chúng ta lại rời qua đó, nhà khách thể dục xây dựng sau này ít nhất phải có tiêu chuẩn khách sạn 3 sao. Từ Hoành Yến biết lời Trương Dương nói đều là quy hoạch, thực sự khởi công còn không biết phải đợi tới khi nào. Kỳ thực khi hắn biết khối đất đó bị phá bỏ và rời đi nơi khác đã chặt đứt ý nghĩ này, chẳng qua hắn hiện tại lo lắng chính là vấn đề của tang kim đường. Mình trong quá khứ đã từng tặng lễ cho tang kim đường, chẳng biết tang kim đường có thể khai ra tới mình hay không. Từ Hoành Yến nói bóng nói gió nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói phó chủ nhiệm tang gặp chuyện không may. Trương Dương nói, việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, anh đừng nghe tin đồn, hiện ở bên ngoài có rất nhiều người thích nói dối, từ Hoành Yến nói, chẳng qua tôi nghe nói chuyện này là thật, nói phó chủ nhiệm tang bị song quy, đình chỉ công tác. Trương Dương ha ha cười nói, làm sao tôi lại không biết. Từ Hoành Yến còn muốn tiếp tục hỏi tiếp thì điện thoại của Trương Dương vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, là Thường Lăng Phong gọi tới, lúc Trương Dương tại Đông Giang biết từ quang lợi đút lót hai ngày trước, lập tức liên hệ với Thường Lăng Phong, bảo hắn hỗ trợ đem gã Nhật Bản quy điền hạo nhị chuẩn bị qua hỗ trợ, Trương Dương lo lắng chất lượng công trình do công ty xây dựng thế kỷ mới của Từ Quang Lợi Y phụ trách có vấn đề, Quy Điền là một người tinh thông trong nghề, cho nên Trương Dương có chủ ý gọi gã tới. Bất quá Trương Dương cũng không có nhiều tiền tặng cho Quy Điền như vậy, từ sau khi Quy Điền tạm rời cương vị công tác cũng không lập tức trở về Nhật Bản, vừa vặn lại du ngoạn tại trong đất Trung Hoa, nghe Thường Lăng Phong nói tới chuyện của Trương Dương, Quy Điền tỏ ra tương đối nghĩa khí, biểu thị nguyện ý bỏ ra một chút thời gian giúp đỡ Trương Dương xét duyệt chất lượng công trình, không cần tiền thù lao, chỉ cần Trương Dương phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của gã, coi như lần này là du ngoạn quanh thành phố Nam Tích. Trương Dương nghe Thường Lăng Phong nói như vậy, mừng rỡ đến không khép miệng lại được, liên tục thanh nói, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, anh nói cho Quy Điền, tôi sẽ bao hết ăn, mặc, ở, đi lại cộng thêm du ngoạn của hắn, lúc nào tới. Thường Lăng Phong nói, ngày mai đi, hắn bây giờ còn ở Kinh Thành, nói là phải chuẩn bị một chút mới đi tới chỗ anh. Trương Dương hỏi Thường Lăng Phong về tình hình hiện tại, Thường Lăng Phong kêu khổ không thôi nói, anh phủi mông rời đi, nhưng tôi lại bị thị trưởng Lý bắt lại, hiện tại đang bận túi bụi xây dựng sân bay mới, tôi cũng hối hận, vì sao khi đó lại muốn lưu lại. Trương Dương kỳ thực cũng muốn Thường Lăng Phong đi qua, thế nhưng hắn đi mà Thường Lăng Phong cũng lại đi thì hạng mục xây dựng sân bay mới sẽ lộn xôn, chỉ bằng quan hệ của hắn cùng Đỗ Thiên Giã, Lý Trường Vũ, nói cái gì cũng không thể chọc tường người một nhà. Trương Dương nói, an tâm đứng ở Giang Thành đi, chỗ Nam Tích này cũng là nơi thị phi, không chừng có ngày nào đó tôi bị người ta miễn chức. Thường Lăng Phong cười ha hả ngã một lần rồi, có thất bại từ sân bay mới Giang Thành, cậu sẽ không dễ dàng té ngã như vậy đâu. Sao anh lại có lòng tin đối với tôi như thế? Thường Lăng Phong nói, không phải có lòng tin với cậu, hiện tại toàn bộ Bình Hải đều biết cậu là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, ai còn dám nhầm vào cậu chứ? Trương Dương hiểu rõ, đó là do hắn có lòng tin đối với Phó Thủ tướng Văn, xem ra chuyện này phổ biến rất rộng, ngay cả bên phía Giang Thành cũng biết rồi, Trương Dương nói anh đừng chế giễu tôi chứ, hiện tại áp lực của tôi rất lớn. Thường Lăng Phong cười nói có cái áp lực chứ, chỉ sợ cậu vui vẻ còn không kịp, kỳ thực chuyện này không có ảnh hưởng gì đối với phía dưới, then chốt là để cho đám lãnh đạo kia biết, cậu cứ trở thăng chức rất nhanh đi. Trương Dương nói, anh đừng tưởng mặt mũi cha nuôi tôi lớn như vậy, không nói đâu xa, chỉ như là vị bí thư kiều của chúng ta vị tất đã nể mặt ông ấy. Trương Dương nói chính là tình hình thực tế, tuy rằng Văn Quốc Quyền là Phó Thủ tướng Quốc vụ Việt, nhưng bối cảnh chính trị của Kiều Trấn Lương cũng không bình thường. Từ sau khi La Tuệ Chữ Cường Điệu đem chuyện mình là con nuôi nói với đám lãnh đạo, Trương Dương đích xác có chút bất an, hắn biết giữa Kiều Trấn Lương cùng Văn Quốc Quyền cũng không phải ăn ý như vậy. Lão Kiều có thể vì chuyện này mà sinh ra thái độ gì với mình hay không? bất quá loại người có thân phận kiều trấn lương có lẽ sẽ không chú ý loại việc nhỏ này buông điện thoại xuống trương dương mới ý thức được từ hoành yến vẫn còn ngồi ở bên cạnh mình hắn cười nói quản lý từ anh còn có chuyện gì nữa từ hoành yến nói không có gì không có gì tôi có chuyện của nhà khách thuận tiện quan tâm phó chủ nhiệm thịnh bình thường quan hệ của chúng tôi cũng không tệ lắm ông bạn già mà thật không muốn hắn gặp chuyện không may trương dương cười tủm tỉm nhìn từ hoành yến nói quản lý từ không phải anh có chuyện gì gạt tôi đó chứ. Từ Hoành Yến vừa nghe hắn nói như vậy nhất thời luống cuống, vội vã đứng dậy nói, không có, không có, tôi đối với cậu từ trước tới giờ đều là biết gì nói hết. Vẻ mặt của thằng nhãi này đầy vẻ bất an. Trương Dương phá lên cười ha ha. Từ Hoành Yến nhanh chóng cáo từ, hắn ý thức được Trương Dương có khả năng nhìn ra được cái gì đó, tuy rằng quan hệ của hắn với Trương Dương vẫn rất hòa hợp, Thế nhưng phong cách làm việc của vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao trẻ tuổi này Thủy Chung làm cho hắn không suy được ra, còn không biết tình hình cụ thể của Thịnh Kim Đường, chung quy mình không thể chưa đánh đã khai, chuyện vốn không có mình, cần gì phải tự chui đầu vào lưới, trước mắt chỉ có thể kiên trì đợi kết quả xử lý Thịnh Kim Đường. Sau khi Từ Hoành Yến đi rồi, Trương Dương rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi tới công trường trung tâm thể dục mới, đang đi tới trước chiếc xe của mình thì thấy Thường Hải Tâm bước nhanh về phía hắn. Cầm trong tay một văn kiện, gọi Trương chủ nhiệm, ngài chờ một chút. Trương Dương nói, chuyện gì thế? Thường Hải Tâm nói, chuyện trung tâm tổ chức thông tin, tất cả các dụng cụ đồ ăn đều được liệt kê ra đây rồi, anh xem qua một chút, nếu như không có vấn đề gì thì ký giúp tôi một chữ. Trương Dương nhận lấy bút từ trong tay của Thường Hải Tâm, cả nhìn cũng không nhìn đã ký ngay một chữ lên trên mặt giấy. Thường Hải Tâm vô cùng kinh ngạc nói, anh không xem qua sao? Trương Dương cười nói, tôi tin tưởng cô, cô hãm hại ai cũng sẽ không hãm hại tôi. Mặt thường hải tâm không khỏi nóng lên, nhỏ giọng nói, vậy cũng chưa chắc. Trương Dương nói, nếu như cô dám hãm hại tôi, tôi sẽ không tha cho cô, đến lúc đó cho cô muốn chết cũng không được. Thường hải tâm có chút thẹn thùng cao lại cái mũi khả ái, biết tật lưu manh của vị thủ trưởng này lại tái phát, liền nhanh chóng nói tránh đi, anh đi đâu vậy? Tôi tới trung tâm thể dục mới, công ty xây dựng thế kỷ mới xảy ra chút chuyện, tôi phải đi tới hiện trường xem. Thường Hải Tâm ôm lấy tập văn kiện, mở cửa xe nói, tôi và anh cùng nhau đi qua đó, anh cứ thả tôi ở tòa nhà quốc tế Nam Dương là được, tôi đi xem sân bãi, sắp tới có nhiều người tới, có lẽ nên suy nghĩ chuyện lắp đặt các thiết bị. Trương Dương gật đầu, lên xe khởi động máy. Hai tay Thường Hải Tâm ôm văn kiện, đôi mắt đẹp nhìn thẳng về phía trước. Trương Dương cười nói, tôi phát hiện cô đã tiến nhập vào vai. Thường Hải Tâm nói, "Vai gì?" "Vai chủ nhiệm trung tâm thông tin." Thường Hải Tâm nói, "Lãnh đạo coi trọng tôi như thế, tôi đương nhiên phải nỗ lực chăm chỉ làm việc gấp bội, không thể để cho người khác nói anh dùng người không tốt, dùng người không khách quan." Trương Dương cười nói, "Tôi thích dùng người không khách quan." Lúc nói lời này, hắn nhìn thoáng qua hướng đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của Thường Hải Tâm, không nhịn được nuốt nước bọt. Thường Hải Tâm nghe được lời này của hắn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên hai tay ôm chặt văn kiệt, bỗng nhiên kinh hãi nói đèn đỏ lúc này trương đại quan nhân đang ý loạn tình mê lực chú ý khó tránh khỏi không tập trung nghe thấy tiếng kinh hô của thường hải tâm lúc này mới để ý qua một cước nhấn xuống phanh lại cũng phải nói chức năng chiếc xe này rất tốt phanh lại trong thời gian ngắn ngủi nếu không thì đã va vào một người đi ngang qua đường ở vào phía trước người đi đường kia trợn mắt nhìn trương dương nhấc chân đá lên chiếc xe của hắn một cước Đổi thành lúc bình thường Trương Dương khẳng định sẽ không tha cho gã, nhưng ngày hôm nay lại bất đồng, là do chính hắn không tập trung, chẳng thể trách người khác. Thường Hải Tâm biết Trương Dương là người có tính không nhận sai, vội vàng nhắc nhở hắn đừng tức giật, nhưng tâm tình Trương Dương ngày hôm nay rất tốt, cười cười nói yên tâm, tôi tội gì chấp nhặt với gã đó. Thường Hải Tâm nhỏ giọng nói, gần đây hình như anh thay đổi rất nhiều. Trương Dương nói, có phải càng trở nên nội hàm, càng ngày thái độ càng đúng mực hay không? C. Thường Hải Tâm tỏ vẻ chẳng đáng nhếch lên khóe môi anh đào, thằng nhãi này cho tới bây giờ cũng không sửa được tật xấu tự biên tự diễn. Trương Dương thả Thường Hải Tâm ở tòa nhà quốc tế Nam Dương, nhớ tới chiếc xe Volvo của Nhâm Văn Bân còn nằm ở trong gaza của Ủy ban Thể dục Thể thao. Hắn dặn Thường Hải Tâm, lúc quay lại cô gặp Lý Tổng, nói với ông ấy một tiếng là chiếc xe kia của Nhâm Văn Bân vẫn còn đang ở Ủy ban Thể dục Thể thao, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa qua cho. Thường Hải Tâm gật đầu, cầm văn kiện xuống xe, đi hai bước lại nghĩ tới một việc, đi tới trước cửa sổ xe nói, chủ nhiệm trương, cao liêm minh kia khi nào mới qua, không phải hắn nói phải tìm giúp tôi một vị cao thủ máy tính sao. Tôi thấy hắn làm việc không vững chắc, nói không chính xác, anh nên thúc giục hắn nhiều hơn. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, ngày hôm nay tôi liền gọi điện thoại cho hắn, bảo anh ấy nhanh chóng tới đây làm việc. Thường Hải tâm hướng Trương Dương vẫy chào rồi nhanh chóng đi vào cửa xoay của tòa nhà quốc tế Nam Dương, Tòa nhà quốc tế Nam Dương hiện nay còn chưa chính thức khai trương, tất cả đều đang trong chuẩn bị. Lý Quang Nam cho Trương Dương mượn hẳn một tầng lầu làm văn phòng làm việc của Ủy ban Thể dục Thể thao. Này cũng là do nhân tình với Trương Dương. Lúc trước nếu như không có Trương Dương hỗ trợ, hắn cũng không thể đem các khách sạn trong phạm vi thiết kế xây dựng xử lý hết được. Cho nên khi Trương Dương đề xuất yêu cầu này, Lý Quang Nam liền đáp ứng không chút do dự. Lý Trường Phong đứng ở trong phòng làm việc Lý nghĩ mãi không ra cách, Mấy người thuộc tầng quản lý của công ty Thế kỷ mới đều ngồi ở phòng làm việc này, trên mặt tất cả bọn họ đều là u ám ngây ngốc, tổng giám đốc bị kiểm sát viện gọi đi, chuyện đến bây giờ cũng chưa có đầu mối, nếu như từ quang lợi thực sự bởi vì nhận hối lộ mà bị khởi tố, Thế kỷ mới sẽ phải đối mặt với nguy cơ tan tác, chỉ bằng lý trường phong căn bản không thể nào lãnh đạo công ty tiếp tục đi tới được. Lý Trường Phong nói, các anh đừng lo lắng, hẳn là không có chuyện gì lớn, cậu út tôi chỉ là đi phối hợp điều tra, không có vấn đề gì lớn ngày hôm nay là có thể đi ra, kỳ thực cậu út hắn có thể đi ra hay không, trong bụng hắn cả một chút tin tưởng cũng không có. Ngày hôm nay đi tìm cậu cả, bị quát mắng một hồi, Lý Trường Phong thực sự không biết lần này cậu cả có thể ra tay giúp hay không. Phó quản lý Lưu Chính Dương nói, Trường Phong, bí thư từ là cậu cả của anh, viện kiểm sát sẽ không thể không nể tình như thế đâu. Đám quản lý của thế kỷ mới nếu không phải bằng hiếu thì là thân thích với từ quang lợi, đều là quan hệ như vậy nên loại lời nói phạm húy này hắn không cần suy nghĩ liền có thể nói ra, những người khác đều cùng nhau gật đầu. Lý Trường Phong thở dài nói, chuyện này các anh đừng để ý, hãy làm việc cho tốt, vô luận là cậu út tôi có ở đây hay không ở đây, chúng ta đều có thể tiếp tục làm tốt việc xây dựng. Câu này trái lại là lời nói thật. Lúc này tiểu trần của bộ công trình đi đến, ghé vào bên lỗ tai của Lý Trường Phong thấp giọng nói câu gì đó. Lý Trường Phong nhíu nhíu chân mày, đứng dậy nói, chủ nhiệm trương của Ủy ban Thể dục Thể thao tới, tôi đi trước gặp cậu ấy. Trương Dương mang theo mũ bảo hộ, hai tay đẻ sau lưng đứng ở phía trước công trường sân thể dục chính. Hiện tại công trình sân thể dục chính đã cơ bản hoàn thành, rất nhanh sẽ đi vào giai đoạn lắp đặt thiết bị trong ngoài. Trương Dương không phải chuyện ra về mặt kiến trúc, chỉ từ bề ngoài là không nhìn ra bất cứ cái vấn đề gì. Kỳ thực trước đó mời nhiều người chuyên nghiệp có kinh nghiệm qua kiểm tra, cũng không phát hiện ra cái vấn đề gì, bất quá trương dương biết từ quang lợi đút lót huệ kính dân hơn nữa không ít tài liệu công trình đều là do huệ cường phụ trách từ đáy lòng hắn có chút lo lắng hắn hiểu tiểu tử huệ cường kia sự kiện khán đài sân thể dục đông giang bị sập xuống cũng có chút dính dáng tới gã không nghĩ ra bàn tay của gã lại có thể dài như thế có thể dơ đến tận nam tích lý trường phong chất triệu oán hận sâu sắc đối với trương dương nhưng trương dương là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao cũng là tổng chi huy của công trình trung tâm thể dục mới cho dù y có hận Trương Dương tới bể phổi, cũng phải kiên trì qua gặp hắn. Đi tới phía sau Trương Dương, thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương đã tới rồi. Trương Dương, ừ, một tiếng, cũng quay đầu lại nhìn hắn, ngách cằm ngang ngang nói, cũng sắp xây dựng hoàn thiện. Lý Trường Phong nói, trước Tết Nguyên đán là có thể hoàn thành xây dựng, sau đó tiến hành giai đoạn lắp đặt thiết bị chỉnh thể. Trương Dương nói, có thể đảm bảo chất lượng công trình chứ? Lý Trường Phong nghe ra giọng nói bất thiện của hắn hẳn là là muốn chọc vào chỗ xấu, khi người ta đang gặp phải tình huống phi thường, trong đầu thường thường sẽ nghĩ nhiều hơn một chút, qua khứ Lý Trường Phong bất luận có cái chuyện gì thì trước tiên đều sẽ đi tìm cậu Út Từ Quang Lợi xin chỉ bảo, nhưng hiện tại cậu Út bị viện kiểm sát mời đi nói chuyện, hiện nay thế kỷ mới chính là do y định đoạt, lúc Từ Quang Lợi rời đi cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Bảo Lý Trường Phong chú ý coi chừng công trường, có bất luận cái chuyện gì đều chờ hắn trở về lại nói tiếp. Lý Trường Phong nói, có thể đảm bảo Trương Dương nói: "Tổng giám đốc từ đâu? Cái này có chút biết rõ rồi còn cố hỏi." Lý Trường Phong nói: "Cậu út tôi có chuyện quan trọng cần xử lý, bên này tạm thời giao cho tôi toàn quyền phụ trách." Trương Dương gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Trường Phong nói: "Anh phụ trách sao? Cũng tốt, anh lập tức truyền đạt một cái thông báo, đình chỉ tất cả việc xây dựng, triển khai kiểm tra chất lượng an toàn trong 3 ngày." Lý Trường Phong ngạc nhiên nói: "Cái gì?" Trương Dương lạnh lùng nói: "Anh không nghe rõ sao sao?" lý trường phong nói nhưng kỳ hạn công trình của chúng tôi rất chặt tại trong lúc này còn muốn dừng xây dựng lại làm kiểm tra an toàn chất lượng nếu làm lỡ kỳ hạn công trình được giao thì ai gánh chịu cái trách nhiệm này trương dương nói đừng nói trách nhiệm với tôi cái gì cũng không quan trọng bằng an toàn cái gì cũng không quan trọng bằng chất lượng phó thủ tướng văn ngày hôm qua tới hiện trường công trường thị sát đã đặc biệt chỉ rõ điểm này anh không vui thì tìm phó thủ tướng văn đi trương dương căn bản là ăn nói lung tung Văn Quốc Quyền nói muốn bọn họ dừng xây dựng công trình lại để kiểm tra chất lượng khi nào. Hắn nói như vậy có mục đích là từ trên khí thế áp đảo Lý Trường Phong. Hắn cũng đoán chắc Lý Trường Phong không có khả năng đi tìm Văn Quốc Quyền để nói rõ lý lẽ. Lý Trường Phong gật đầu nói, anh Toàn của chúng tôi đã từng kiểm tra rất tốt, cho dù kiểm tra an toàn cũng không cần phải đình công chứ. Trương Dương nói, tôi nói anh không nên nhiều lời vô ích như vậy, anh cho rằng tôi không muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhanh hơn sao. Cấp trên ra mệnh lệnh, Chúng ta phải chấp hành vô điều kiện, còn nữa, cậu út của anh rốt cuộc đi làm gì? Lý Trường Phong nuốt nước bọt, chuyện này thật không tiện mở miệng. Trương Dương nói, đợi lát nữa tới hiện trường mở cuộc họp ban chỉ huy dự án, tôi có lời muốn nói với những người nhận thầu các anh. Thương nhân nhận thầu công trình chính của trung tâm thể dục mới chỉ có Từ Quang Lợi cùng Lương Thành Long, hiện tại Từ Quang Lợi đã đi viện kiểm sát, chỉ có thể là Lý Trường Phong thay y đi tới tham gia hội nghị. Tới tham gia hội nghị còn có Thường Hải Long gần đây mới gia nhập vào việc xây dựng trung tâm thể dục mới, hai vị phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, Lưu Cương cùng Lý Hồng Dương. Trước đó Lương Thành Long đã nghe được một ít phong thanh, lúc Trương Dương tới phòng họp của ban chỉ huy, y đang châu đầu ghé tai cùng Thường Hải Long nói cái gì đó. Trương Dương đi vào phòng họp, Tiêu Đài Mẫn cũng đi theo vào, sau cùng chính là Lý Tường Phong, theo lý thuyết thì gã không có tư cách tới tham gia cuộc họp, nhưng từ quang lợi không có ở đây. Y chỉ có thể lên phía trước. Trương Dương ngồi xuống, nói tôi biết tất cả mọi người không thích họp, cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tất cả mọi người đều biết phó thủ tướng Văn ngày hôm qua đi tới thị sát công trường của trung tâm thể dục mới, ông ấy tỏ ra hài lòng đối với tổng thể xây dựng của chúng ta, bất quá cũng đưa ra rất nhiều chỗ còn tồn tại của chúng ta, đặc biệt là tập trung đưa ra vấn đề an toàn chất lượng, an toàn là một, chất lượng là hai, chúng ta phải làm thật chu đáo hai cái này, thiếu một thứ cũng không được. Kỳ thực trong quá khứ chúng ta không chỉ một lần nhấn mạnh chuyện này, nhưng tôi phát hiện, có một số ít đồng chí không đủ coi trọng, cho nên tôi quyết định triển khai kiểm tra an toàn chất lượng tại trong phạm vi công trường trung tâm thể dục mới một lần, thành lập tổ kiểm tra, kiểm tra triệt để việc xây dựng công trình, sử dụng tự kiểm tra cùng hỗ trợ kiểm tra, nhanh chóng phát hiện ra chỗ không được trong công trình xây dựng của chúng ta, phát hiện ra tồn tại còn ẩn giấu, đồng thời khắc phục đúng lúc. Nghe Trương Dương nói như thế, tim lý trường phong cân bằng lại hơn rất nhiều, Hóa ra không phải nhầm vào một nhà thế kỷ mới bọn họ, mà là muốn khai triển một cuộc kiểm tra lớn tại trên phạm vi toàn bộ công trình trung tâm thể dục mới, cả các chỗ xây dựng của Lương Thành Long cũng không ngoại lệ. Lương Thành Long cùng Thường Hải Long liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy quyết định này của Trương Dương tương đối đột ngột, ngày hôm qua lúc Văn Quốc quyền qua thị sát cũng không đưa ra cái vấn đề an toàn chất lượng gì, Trương Dương ngày hôm nay đến tột cùng khơi ra là như thế nào. Hội nghị qua đi, Vài tên thương nhân nhận thầu xây dựng rời đi trước, Trương Dương hướng Lưu Cương nói: "Chủ nhiệm Lưu, anh mau chóng lập danh sách các công ty cung cấp tài liệu xây dựng cho trung tâm thể dục mới một chút, điều tra rõ xem công ty của Huệ Cường đến tột cùng là cung cấp tài liệu gì." Phiếu ủy ban thể dục thể thao là tới khi Trương Dương đi tới Nam Thích mới thu được quyền chỉ huy công trình trung tâm thể dục mới, đối với tình huống cụ thể cung cấp tài liệu trong quá khứ cũng không hoàn toàn rõ ràng, Lưu Cương gật đầu. Lý Hồng Dương nói: "Huệ Cường có phải là con trai của Huệ Kính Dân hay không? Trương Dương nói, chính là cậu ta. Tiêu Điều Mẫn nói, nghe nói Huệ Kính Dân bởi vì tham ô nhận hối lộ mà bị song quy, liên quan đến số tiền rất lớn. Trương Dương cười nói, chúng ta là ủy ban thể dục thể thao, không phải kỳ ủy, chuyện của Huệ Kính Dân không liên quan với chúng ta. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là phải điều tra rõ chuyện trong phạm vi chức trách của chúng ta, phải loại bỏ các vấn đề còn ẩn chưa trước khi xảy ra vấn đề ngàn vạn lần không thể chờ đến lúc người khác tra ra vấn đề mới làm. Lý Hồng Dương nói, nhưng quá khứ chuyện của Trung tâm Thể dục mới lại không phải do Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta phụ trách, cho dù là tra ra vấn đề cũng không liên quan. Trương Dương nói, nếu thật sự xảy ra vấn đề, lãnh đạo sẽ không giảng đạo lý với anh, cái bọn họ muốn chính là khai báo, muốn là có người đi ra gánh chịu cái trách nhiệm này. Mọi người phải đề cao cảnh giác, tôi không hy vọng ủy ban thể dục thể thao lại xảy ra chuyện tình gì tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, Trương Dương dùng tới một cái chuyện cũ, làm cho bọn họ nghĩ tới thịnh kim đường. Chuyện của thịnh kim đường đã làm cho mỗi người đều vang lên hồi chuông cảnh báo, cách làm phòng ngừa chu đáo của Trương Dương là chính xác. Sau khi tan họp, Lương Thành Long cũng không lập tức rời đi, y đứng ở trong sân của ban chỉ huy yên lặng hút một điếu thuốc lá. Lúc Trương Dương dặn dò xong việc rời khỏi, nhìn thấy y, chậm rãi đi tới bên người y nói, chờ tôi sao? Lương Thành Long cũng không phủ nhận, ừ một tiếng, y đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, một cước dẫm tắt. Trương Dương không nhịn được mắng, anh thật không có tố chất, một chút lòng đạo đức công cộng cũng không có. Lương Thành Long cười nói, vì sao phải đình công để làm kiểm tra an toàn chất lượng công trình chứ? Trương Dương nói, anh biết chuyện của từ quang lợi hay không? Lương Thành Long gật đầu nói, chuyện của huệ kính dân dắt ra rất nhiều người, y chỉ là một cái cá nhỏ mà thôi. Trương Dương nghe thế trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhớ tới trong quá khứ quan hệ giữa Lương Thành Long cùng Huệ Cường cũng rất không tồi, quá trình xây dựng công trình xuất hiện chỗ ám muội khi đó bởi vì chuyện sân thể dục Đông Giang mà Lương Thành Long té ngã, y có thể nhận thầu được công trình sân thể dục Đông Giang, nhất định không thể không có quan hệ với Huệ Kính Dân, lấy tính tham lam của Huệ Kính Dân mà xem, Lương Thành Long khẳng định cũng không thể thiếu chỗ tốt cho gã. Lương Thành Long nói xong câu nói kia cũng thấy hơi quá, y cười cười nói, bạn thân, cậu cũng quá suy nghĩ rồi, tôi cùng Huệ Kính Dân không có quan hệ gì. Trương Dương cười nói, giấu đầu lòi đuôi, anh cùng y có quan hệ gì thì tôi cũng không quản được, tôi cũng lười quản, chuyện này gần đây liên lụy rất rộng, tất cả mọi người đều phải cẩn thận hơn. Lương Thành Long không nói, liền châm một điếu thuốc lá. Trương Dương nói, tôi ngừng toàn bộ công trình cũng không phải nhầm vào anh, từ quang lợi bị viện kiểm sát gọi lên hỏi chuyện, Huệ Kính Dân khai ra hắn. Từ Quang Lợi đã trước sau đưa cho hắn hơn 20 vạn đồng, mà Huệ Cường đã cung cấp không ít tài liệu lúc mới xây dựng trung tâm thể dục mới. Lương Thành Long nói, cậu lo lắng tài liệu Huệ Cường cung cấp có vấn đề. Trương Dương không nói, thế nhưng vẻ mặt của hắn đã tỏ ra tán đồng những lời này của Lương Thành Long. Lương Thành Long nói, cái này thì ngược lại cậu có thể yên tâm, tài liệu do Huệ Cường cung cấp khẳng định sẽ đắt hơn so với nhà khác, thế nhưng về mặt chất lượng lại là có thể đảm bảo, công trình lớn như vậy, gã không dám gian lận tại trên vật liệu đâu trương dương nói cẩn thận là nhất hay nhất là điều tra triệt để nếu như chất lượng công trình sân thể dục chính có tồn tại vấn đề gì hiện tại sửa vẫn còn kịp lương thành long nói từ quang lợi có lẽ không có cái vấn đề gì lớn dù sao anh cả y là bí thư thành ủy trương dương nói vụ này chủ tịch tỉnh tống tự mình tra án từ quang nhiên cũng không dám không tuân theo anh chờ xem đi lần này từ quang lợi sẽ bị lôi vào Lương Thành Long thấp giọng nói, y bị lôi vào thì công trình sân thể dục chính phải làm sao bây giờ? Trương Dương nói, đi một bước tính một bước, trước tiên cứ đem các tai họa ngầm bài trừ đi đã, Thành Long, anh cũng phải kiểm tra chất lượng cho tốt, chuyện công trình trung tâm thể dục mới rất quan trọng, không thể sơ sót. Lương Thành Long gật đầu, kỳ thực tâm tình của y cũng có chút trầm trọng, tuy rằng miệng y nói huệ kính dân không có vấn đề gì, nhưng quá khứ khi y tu sửa công trình sân thể dục Đông Giang, đã cho huệ kính dân một ít lễ hiện tại huệ kính dân liên tục cắn người, rất khó đảm bảo sẽ không cắn tới trên người y, bất quá lương thành long ở trên phương diện này làm rất bí mật, không trực tiếp cấp tiền cho huệ kính dân, chỉ là đi qua phương thức huệ cường tham dự mà chuyển, cho hắn có được chỗ tốt thực tế. Tại trên pháp luật hẳn là sẽ không có nhiều vấn đề lắm, hơn nữa chuyện sân thể dục đông giang kia đã trải qua một thời gian chìm xuống, lương thành long cũng vì chuyện đó mà trả giá không ít. Hơn nữa chú của Y là bí thư thành ủy thành phố Đông Giang, phó chủ tịch tỉnh Bình Hải, nếu như Huệ Kính dân đem đầu mâu chỉ hướng mình, hiển nhiên là không sáng suốt. Trương Dương có thể nhìn ra được tâm tình của Lương Thành Long cũng không tốt lắm, vỗ vỗ đầu vai y nói, hy sinh thời gian vài ngày, mới có lợi đối với tất cả mọi người, anh cũng là thành viên chính trong tổ kiểm tra, về mặt kiến chúc anh hiểu rõ hơn tôi, lần này nhất định phải tra cho rõ phía thế kỷ mới kia. Lương Thành Long nói, thực sự là một việc tiếp một việc, chuyện đấu thầu khối đất sân thể dục cũ kia cũng không thấy cậu nói ra. Trương Dương cười nói, anh vội vã sử dụng tiền sao? Thị trưởng Trần bị bệnh, gần đây tất cả đều bận tâm tới chuyện Phó Thủ tướng Văn đi thị sát, tôi thấy đầu thầu còn phải chờ vài ngày nữa, anh yên tâm đi, chỉ cần chuyện đấu thầu được quyết định, danh sách đấu thầu được lập thì tôi sẽ suy nghĩ tới anh đầu tiên. chương 597, Người có chỗ dùng sau khi Thạch Thắng Lợi nhận được thông báo liền vội vã chạy tới công trường trung tâm thể dục mới, Trương Dương có chút bất mãn nói, anh hiện tại đã là nhân viên làm việc tại Ủy ban thể dục thể thao, làm sao vẫn còn vì tiện như trong quá khứ thế? Ai cho anh bỏ vị trí? Thạch Thắng Lợi thành thật nói, tôi đi mua trang bị, ngài cho tôi đảm đương chức trưởng ban ban bảo vệ công trường, tôi không thể làm mất mặt ngài, cho nên tôi đi chuẩn bị quần áo cho ra dáng. Trương Dương lúc này mới lưu ý đến thằng nhãi này đã thay trang phục bảo an màu xanh lá mạ, chợt nhìn thì giống như cảnh sát, trên thắt lưng còn cắm côn cảnh sát bất qua phối hợp với biểu tình trên mặt gã, thấy thế nào cũng thấy buồn cười, Trương Dương không nhịn được cười nói, đừng nói nữa, bộ y phục này của anh đúng là đi trộm tới. Thạch Thắng lợi cười nói, quên đội mũ, gã cuống quyết đội mũ lên. Trương Dương cười tủm tỉm nói, từ hôm nay trở đi, anh tính là chính thức lên chức, để đem anh tới Ủy ban Thể dục Thể thao làm việc, tôi đã tốn không ít công phu, anh trong quá khứ là cái dạng gì, chính anh cũng biết rõ, lần này là tôi dùng lực mạnh mẽ đẻ xuống ý kiến của người khác mới đem anh tới Ủy ban Thể dục Thể thao, hơn nữa đem chức vụ quan trọng là trưởng ban ban bảo vệ của công trường trung tâm thể dục mới giao cho anh, anh phải biết quý trọng cơ hội hiếm có này. Thạch Thắng Lợi liên tục gật đầu, gã cũng không ngốc, trong lòng hiểu rõ, cái gì mà trưởng ban ban bảo vệ của công trường trung tâm thể dục mới chứ, nói trắng ra là một chức vụ tạm thời, cũng chỉ là một gã bảo an, bất qua tốt xấu thì cũng là một cái chức vị, nói ra nghe cũng lọt tai, bây giờ khi thạch thắng lợi đi ra ngoài bên ngoài đều gọi gã là trưởng ban thạch nghe dạng sương hô như thế cũng là có thể thỏa mãn lòng hư vinh một chút trương dương nói mấy ngày này công trường đình công tiến hành cuộc kiểm tra lớn toàn diện về an toàn chất lượng tôi chuẩn bị cho anh gia nhập vào tổ kiểm tra còn nữa anh nhất định phải tăng mạnh công tác quản lý trị an trong công trường bảo đảm trị an công trường cho thật tốt thạch thắng lợi nói chủ nhiệm trương tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài tôi sẽ làm cho chị An công trường thật tốt, ai dám gây sự, thạch thắng lợi tôi là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Dương gật đầu hài lòng, vật có chỗ dùng kỳ lạ, người có chỗ tài hay, xem ra thạch thắng lợi cũng không phải cái gì cũng tệ, chỉ cần đem gã dùng đúng chỗ, cũng có thể thu được hiệu quả nhất định. Chuyện Hải Thiên lần trước đã chứng minh năng lực của gã, đem gã tới Ủy ban Thể dục Thể thao, nếu như có thể làm cho thạch thắng lợi từ bây giờ đi lên chính đồ, cũng được cho là một chuyện công đức. Thạch Thắng Lợi nói: "Chủ nhiệm Trương, tôi có một thỉnh cầu." Trương Dương nói: "Nói đi." Thạch Thắng Lợi nói: "Ban bảo vệ chúng tôi trừ tôi ra chỉ có hai lão nhân trông cửa, công trường lớn như vậy, căn bản khó bao quát hết được, tôi nghĩ nên gọi tới vài người." Trương Dương vừa nghe liền biết gã muốn đem đám bạn bè giang hồ kia của gã gọi đến, chẳng qua có vài điểm không thể phủ nhận, hiện tại đúng là lực lượng nhân viên ban bảo vệ công trường hơi ít một chút. Trương Dương nói: "Có thể nhận người." Thế nhưng không thể hơn 6, còn nữa, chỉ cần được tuyển là phải tuân thủ nghiêm khắc kỷ luật lao động, cho dù là ai làm xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt anh chỉ tội." Thạch Thắng Lợi nói, không thành vấn đề. Trương Dương lại bổ sung nói, tất cả đều được trả lương theo mức nhân viên tạm thời, mỗi tháng 200 đồng. Thạch Thắng Lợi nói, cũng không thành vấn đề. Từ đấy lòng gã là muốn kêu tới vài người để giúp quản người, đám bạn bè giang hồ kia bình thường theo gã vốn là cùng lừa ăn gạt uống. Một phần tiền lương cũng không có. Trương Dương nói, cố gắng làm cho tốt đi, đừng làm cho tôi thất vọng, cũng đừng để cho cha mẹ anh thất vọng. Thạch Thắng lợi nghe thấy có chút buồn bực, từ lúc nào Trương Dương đã bay lên đến mức độ giống như cha mẹ gã chứ, nhưng gã cũng không dám nhiều lời, chỉ là gật đầu. Trương Dương an bài xong chuyện kiểm tra an toàn chất lượng trung tâm thể dục mới liền đi tới khách sạn quốc tế Nam Dương, khảo sát nơi mà phía khách sạn cung cấp cho bọn hắn làm văn phòng tram thời một chút. Hiện nay việc lắp đặt thiết bị cho khách sạn đã tiến vào giai đoạn hoàn thiện. Ông chủ lý Quang Nam gần đây đều ở tại Nam Tích không đi đâu. Lúc Trương Dương đến, y đang ở bên trong biệt thự phía đông của khách sạn tiếp đái khách nhân. Nói tiếp thì vị khách nhân này cũng là bạn cũ của Trương Dương, Tổng Giám Đốc Phạm Tư Kỳ của Tập đoàn Tinh Nguyệt Singapore, trợ lý của nàng là Lâm Tú Tú cũng ở đây. Cả Phạm Tư Kỳ cùng Lý Quang Nam đều đến từ Singapore, cho nên hai người tụ cùng một chỗ cũng không kỳ quái vẻ mặt Trương Dương tươi cười nói, Tổng Giám Đốc Phạm, từ Singapore trở về lúc nào vậy? Sau khi tập đoàn tinh nguyệt của Phạm Tư Kỳ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh khối đất phía dưới sân thể dục đã từng về nước, mới một vài ngày đã lại bay tới Nam Tích, xem ra nàng vẫn không cách nào bỏ qua được với chuyện ở Nam Tích. Phạm Tư Kỳ mỉm cười nói, tôi trở về là vì thực hiện hợp đồng của tinh nguyệt, để chứng thực đầu tư thâm thủy cảng. Tuy rằng không được như mong muốn, nhưng Phạm Tư Kỳ tại trong lúc cẩn thận suy nghĩ, vẫn quyết định tiếp tục đầu tư thâm thủy cảng. Mục đích trở về lần này đầu tiên là vì mở ra kế hoạch đầu tư một lần nữa, thứ hai là vì tham gia đấu thầu khối đất sân thể dục. Đối với thương nhân mà nói, lập trường của bọn họ là biến hóa từng thời khắc theo lợi ích. Trương Dương cười nói, như vậy sao, hoan nghênh hoan nghênh. Trong lòng Phạm Tư Kỳ tràn ngập oán niệm đối với Trương Dương, nếu như không phải hắn làm khó dễ, quyền khai phá khối đất sân thể dục hiện tại đã rơi vào trong tay của nàng rồi, thế nhưng chuyện phát triển cho tới mức bây giờ, đã không thể nào thay đổi. Nàng cũng phải chấp nhận hiện thực, phải nỗ lực nhiều hơn so với quá khứ để đi cạnh tranh đấu thầu lấy được khối đất này. Lý Quang Nam cười nói, trương chủ nhiệm tới thật đúng lúc, tôi mới mời tới một vị bếp trưởng chuyên về hải sản từ Hồng Kông, để cho ông ấy hỗ trợ giúp nhà bếp của khách sạn quốc tế Nam Dương phát triển, trưa ngày hôm nay xin mời mọi người cùng nhau thưởng thức chủ nghệ của ông ấy một chút. Trương Dương mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Lý đã nhiệt tình mời. Từ chối thì bất kính, được rồi, chúng ta hãy sớm nếm thử. Phạm Tư Kỳ vốn còn muốn đi tới nơi khác, thế nhưng thấy Trương Dương liền bỏ đi ý niệm rời khỏi trong đầu, cùng nhau đi trên đường tới phía trước nhà hàng, Phạm Tư Kỳ cùng Trương Dương đi cùng nhau, nàng nhẹ giọng nói, "Chủ nhiệm Trương, có phải đã quyết định chuyện đấu thầu khối đất sân thể dục rồi hay không?" Trương Dương nói, "Trên cơ bản đã quyết định rồi, phương án đấu thầu cũng đã nghĩ xong, nếu như không phải thị trưởng Trần đột nhiên sinh bệnh, tháng này sẽ chính thức cạnh tranh chẳng qua trì hoãn tối đa cũng sẽ không chậm lại đến sang năm. Tại trên điểm này Trương Dương cũng không giấu giếm làm gì, dù sao là đấu thầu công bằng, chỉ cần Phạm Tư Kỳ xuất ra đủ tiền, hắn đương nhiên ôm thái độ hoan nghênh. Phạm Tư Kỳ gật đầu, có cái thay đổi gì xin chủ nhiệm Trương nhanh chóng cho tôi biết. Trương Dương mỉm cười nói tốt, chỉ cần có tin tức tôi sẽ thông báo cho cô trước tiên, chúng ta là bạn bè cũng mà. Phạm Tư Kỳ cười cười, không nói gì. Nhưng Lâm Bội Bội vẫn đi ở bên cạnh bọn họ lại không nhịn được nói, giữa bạn bè đều là giúp đỡ lẫn nhau, chưa thấy qua giúp đỡ phá hư chuyện. Trương Dương nở nụ cười, Phạm Tư Kỳ có chút ít oán trách liếc mắt nhìn Lâm Bội Bội, trách cứ nàng nói lung tung. Trương đại quan nhân tự nhiên không tính toán cùng một cô gái nhỏ, hắn nhẹ giọng nói, Lâm tiểu thư rất bảo vệ đối với tổng giám đốc Phạm. Phạm Tư Kỳ nói, Bội Bội tuổi còn trẻ, nói ra miệng không suy nghĩ mong rằng chủ nhiệm trương không lấy làm phiền lòng. trương dương nói sao có thể chứ. đi tới trước cửa nhà hàng thường hải tâm vừa vận cũng từ trên lầu đi xuống. lý quang nam cười nói thường tiểu thư cô hài lòng đối với chỗ làm văn phòng chứ. thường hải tâm nói đa tạ tổng giám đốc lý giúp đỡ nơi làm việc rất tốt tôi rất hài lòng. trương dương chỉ chỉ về tòa nhà nhỏ 3 tầng ở phía đông bắc nói làm sao tòa nhà kia còn chưa phá bỏ lý quang nam cười nói tòa nhà nhỏ kia là địa điểm văn phòng của chúng tôi lúc vừa đến nam thích khách sạn bên này đã lắp đặt thiết bị sắp xong chúng tôi cũng bắt đầu bàn sau đó cũng không dự định dỡ bỏ định đem nơi đó cải tạo thành chỗ hậu cần trương dương nói như vậy sao anh cứ thẳng thắn đem tòa nhà nhỏ kia cho chúng tôi dùng là được đỡ phải để chúng tôi chiếm một tầng tại trong khách sạn của anh ảnh hưởng tới buôn bán của anh lý quang nam nói điều kiện ở bên kia đơn sơ không thể so với khách sạn của chúng tôi Kỳ thực trong lòng y thật ra rất vui khi đem tòa nhà đưa cho Trương Dương, dù sao khách sạn quốc tế Nam Dương vừa khai trương, nếu như đem một tầng khách sạn lắp đặt thiết bị mới cho ủy ban thể dục thể thao làm nơi làm việc, như thế tất sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích kinh tế của bọn họ, thế nhưng vẫn phải khách khí nói vậy, nói như thế nào thì Trương Dương cũng có đại ân giúp y. Trương Dương nói, chúng tôi cũng chỉ là ở tạm một chút trong lúc quá độ, chờ ký túc xá của trung tâm thể dục mới làm xong liền dọn tới đó, cứ quyết định như thế đi thường hải tâm nghe thấy trương dương thay đổi chủ ý muốn mượn dùng tòa nhà nhỏ kia liền nhỏ giọng nói như vậy chẳng phải là tôi lại phải khảo sát chỗ làm việc một lần nữa sao trương dương cười nói dù sao bữa trưa cũng chưa chuẩn bị xong mà chúng ta đi xem chỗ đó một chút lý quang nam nói tôi đi trước chuẩn bị chủ nhiệm trương xin tùy ý xem không nên ngừng lại lâu biết rồi trương dương cùng thường hải tâm cùng nhau đi tới tòa nhà nhỏ kia trên cơ bản trong tòa nhà đã bị dọn thành trống không, tính ra sơ sơ một chút, các phòng cũng không khác lắm với ký túc xá ủy ban thể dục thể thao. gì tới tầng 3 thì có phòng máy, Thường Hải Tâm nhìn tình trạng phòng máy một chút, liền rất hài lòng, nàng hướng Trương Dương nói, nơi này có vẻ cũng không tồi. Có điều là nàng vẫn là có chút không giải thích được, lúc trước đã định thuê một tầng của khách sạn quốc tế Nam Dương, nhưng vì sao Trương Dương lại đột nhiên thay đổi lại chú ý Trương Dương nói, kỳ thực tôi cũng không phải sợ ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của bọn họ, tôi giúp hắn nhiều như vậy, cho dù hắn phải trả giá một chút cũng là phải làm, có điều là ủy ban thể dục thể thao chúng ta có nhiều người như vậy, nếu như thực sự làm việc tại bên trong khách sạn quốc tế Nam Dương, đi ra đi vào khẳng định sẽ không tiện, chính là tòa nhà nhỏ này tốt hơn, đóng cửa lớn lại, liền là thế giới riêng biệt của ủy ban thể dục thể thao chúng ta, ai cũng không quấy dậy được chúng ta. Thường Hải tâm cười nói, có phải anh sợ ảnh hưởng không tốt hay không? Trương Dương gật đầu nói, phải nói là nguyên nhân có phương diện này, gần đây chuyện phiền toái ở Nam Thích rất nhiều, đại hội thể thao của tỉnh lại sắp khai mạc, ủy ban thể dục thể thao chúng ta khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người chú mục, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Thường Hải tâm có chút kinh ngạc của nhìn Trương Dương, Trương Dương, cảnh giới của anh đề thăng rồi. Trương Dương cười nói, kỳ thực cảnh giới của tôi trong quá khứ vẫn đều rất cao, chỉ là bước chân các cô không đuổi kịp tôi, là cô để thăng mới đúng. Thường Hải Tâm nhổ phì phì, cho tới bây giờ đều là nói anh béo thì anh bắt đầu thở to. Chủ nhiệm Trương lúc nào mới có thể học được khiêm tốn đây? Trương Dương nói, khiêm tốn khiến người ta béo phì, tôi không thể khiêm tốn hơn nữa. Đảng giáo dục chúng ta phải thực sự cầu thị, khiêm tốn là một loại biểu hiện của dối trá, chúng ta cũng không thể dối trá. Thường Hải Tâm nói, được rồi, người ta đều đang đợi chúng ta tới ăn đó, nhanh tới đó đi, đừng để cho người ta đợi lâu. Tay nghề của đầu bếp danh tiếng ở Hồng Kông quả nhiên không bình thường, tất cả khách nhân đều ăn đến độ khen không dứt miệng. Phạm Tư Kỳ nói, mùi vị cùng đô tôi ăn tại bảo xí thế gia Hồng Kông giống nhau như đúc. Lý Quang Nam cười nói, Tổng Giám Đốc Phạm thật lợi hại, từ trên khẩu vị đã đoán được chỗ tôi mời được vị đầu bếp này tới. Phạm Tư Kỳ nói, chờ sau khi anh chính thức khai trương, nếu như vẫn có thể bảo trì tiêu chuẩn này, tôi nhất định sẽ thường xuyên đến thăm. Lý Quang Nam nói, tôi đã điều tra qua dịch vụ ăn uống tại Nam Tích, phát hiện Nam Tích mặc dù có mấy khách sạn cấp 5 sao, nhưng mà thật sự có thể làm được cơm ngon món là cũng ít lại càng ít, cho nên tôi tới làm người mở đường cho sự nghiệp dịch vụ ăn uống của Nam Tích. Lâm Bội Bội Dơ lên hồng tử nói, Lý Tiên Sinh, chúc cho khách sạn quốc tế Nam Dương của anh có thể thu được thành công lớn tại Nam Tích. Lý Quang Nam mỉm cười nói, cảm tạ lời chúc may mắn của Lâm Tiểu Thư, tôi sẽ dùng sự cố gắng lớn nhất để làm, tranh thủ làm kiểu mẫu cho dịch vụ ăn uống của Nam Thích. Phạm Tư Kỳ nói, quá khứ tôi cho rằng nghề dịch vụ ăn uống ở nội địa Trung Quốc không có thị trường quá lớn, nhưng cái nhìn của tôi tăng nhanh theo số lần tới Trung Quốc. Trương Dương cười nói, có phải cảm thấy sau khi Trung Quốc chúng tôi mở ra cải cách, đã trở nên quốc gia dân giàu nước mạnh hay không? Phạm Tư Kỳ cười nói, kỳ thực cùng với dân giàu nước mạnh không có quan hệ quá lớn, tôi xin nói một câu không được dễ nghe lắm, tại Trung Quốc có một hiện tượng rất đặc biệt, tất cả dịch vụ ăn uống ở Trung Quốc đều là do của công tới chống đỡ, hiện tượng này tại quốc gia khác căn bản là không có khả năng xuất hiện. Tuy rằng Trương Dương biết lời Phạm Tư Kỳ chính là sự thực, nhưng Phạm Tư Kỳ là một người Singapore, nàng bình luận không kiêng nể gì cả làm cho Trương Dương vẫn là có chút khó chịu. Thường Hải Tâm cũng nghe ra có điều không hay nàng nhẹ giọng nói dùng tiền công quỹ ăn uống chỉ là hiện tượng thiểu số cần phải nhìn thấy đa số quan viên trong nước chúng tôi đều là quan thanh liêm trương dương ha ha cười nói làm sao lại nói đến trên quan trường rồi người khác làm như thế nào tôi mặc kệ chỉ cần chúng ta làm tốt bản phận của mình là được hắn hướng lý quang nam nói tổng giám đốc lý dịch vụ ăn uống của anh bên này có lẽ tôi không ăn nổi sau này tôi phải đi vòng quanh qua cửa lớn của anh rồi Lý Quang Nam cười nói, anh là quý khách của tôi, tôi muốn mời đến còn không được nữa là, ngoại trừ tiền cơm ra, tất cả thứ khác chủ nhiệm Trương ăn đều miễn phí. Những lời này của y là xuất phát từ thật tâm, tuyệt không có nửa điểm dối trá ở bên trong. Trương Dương nói, tổng giám đốc Lý ơi là tổng giám đốc Lý, anh đem tôi trở thành kẻ ăn cơm trắng ăn không ngồi rồi sao? Mọi người cả bàn đều nở nụ cười. Lâm Bội Bội đột nhiên nói một câu không phải nghe nói quan viên Trung Quốc các anh thích nhất là ăn cơm trắng sao. Lời này Trương Dương không thích nghe, Thường Hải Tâm cũng không thích nghe, Lâm Bội Bội nói lời này chung quy nhầm vào Trương Dương, Thường Hải Tâm nói, xem ra buổi trưa ngày hôm nay tôi không nên tới. Nói xong câu đó, nàng đứng dậy đi ra. Lý Quang Nam cũng thấy Lâm Bội Bội nói có chút quá mức, đang lo lắng làm sao giúp đỡ, nhưng y không nghĩ tới Thường Hải Tâm lại phản ứng kịch liệt như thế, y không tiếp xúc nhiều lắm với Thường Hải Tâm, Thế nhưng y hiểu rõ bối cảnh của Thường Hải Tâm như thế nào, cha của Thường Hải Tâm là bí thư thành ủy Lam Sơn Thường Tục, hơn nữa càng phiền phức chính là hiện nay nàng là người tâm phúc của Trương Dương, Lý Quang Nam cuồng quyết đứng dậy muốn đi đuổi theo nàng, "Thường tiểu thư." Thường Hải Tâm xua tay áo, nghênh ngang rời đi, sở dĩ Thường Hải Tâm làm như vậy không chỉ là phản ứng quá khích đối với những lời kia của Lâm Bội Bội, mà là nàng lợi dụng phương thức này để bảo vệ Trương Dương, Trương Dương là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Thích lấy thân phận của hắn không có khả năng cũng không thích hợp đi dở mặt cùng một nha đầu điêu ngoa. Nhưng thường hải tâm lại khác, nàng có thể đem bất mãn trong lòng biểu đạt đi ra, nàng có thể lợi dụng phương thức này làm cho đám thương nhân Singapore Lý Quang Nam cùng Phạm Tư Kỳ sượng mặt. Thường hải tâm làm như vậy, chính là giúp đỡ Trương Dương hóa giải xấu hổ trước mắt, cũng làm cho Trương Dương có cớ rời đi. Chuyện rơi vào cục diện bế tắc, tất cả đều là bởi vì vi lâm bội bội dựng lên, nếu như Phạm Tư Kỳ không biểu lộ gì thì là không thể nào nói nổi, nàng cả giận nói, bội bội, cô càng ngày càng kỳ cục, nói bậy bạ gì đó. Lâm bội bội ủy khuất môi miếu máu, vành mắt đỏ lên, nước mắt dường như sẽ rơi xuống. Trương đại quan nhân lúc này biểu hiện ra tương đối rộng lượng, hắn cười nói, Lâm Tiểu Thư chỉ là nói câu vui đùa thôi, tất cả mọi người đừng có coi là thật, chúng ta đều lớn như thế này rồi, nói giỡn chút cũng không có gì, Tổng Giám Đốc Phạm, cô đừng trách cứ lâm tiểu thư, tính tình của tiểu thường cũng không tốt, tôi đi khuyên nhủ cô ấy. Trương Dương đứng dậy rời đi. Trên mặt Lý Quang Nam chính không nén được giận, tuy rằng giọng nói của Trương Dương coi như là uyển chuyển, nhưng y cũng nghe ra được Trương Dương có chút hờn giận, y cười theo nói thường tiểu thư là danh môn khuê tú, tính tình tự nhiên có chút đặc biệt. Trương Dương nói Trung Quốc không có danh môn khuê tú, nước chúng tôi chỉ có nhiều người con gái mệnh cây cỏ vừa khéo léo vừa đảm đang chăm chỉ nói xong thằng nhãi này vui tươi hớn hở rời đi. Lý Quang Nam nhìn bóng lưng Trương Dương dần đi xa, từ đáy lòng thở dài. Lâm bội bội chọc giận Trương Dương, Phạm Tư Kỳ tất nhiên cũng không có ý tứ tiếp tục ngồi lại, nàng hướng Lý Quang Nam cáo từ nói, Tổng Giám Đốc Lý, thực sự là ngại quá, làm cho ngài thêm phiền phức. Lý Quang Nam lộ ra vẻ tươi cười nói, nào có nghiêm trọng như vậy, chủ nhiệm Trương đã nói rồi, chỉ là vui đùa mà thôi phạm tư kỳ cùng lâm bội bội trở lại bên trong xe lâm bội bội lúc này đã ý thức được chuyện mình gây ra hướng phạm tư kỳ sợ hãi nói em sai rồi phạm tư kỳ không nói gì lâm bội bội vươn tay cố gắng nắm lấy tay của phạm tư kỳ lại bị phạm tư kỳ gạt một cái bỏ qua lạnh lùng nhìn nàng nói tôi đã sớm đã cảnh cáo cô ở bên ngoài cô phải làm cho tốt bổn phận của mình trên chuyện buôn bán cô không thể nhiều lời nói rút cuộc là cô có nhớ hay không Lâm Bội Bội cắn cắn đôi môi anh đào nói, "Em không thể nhìn hắn khi dễ chị, lần trước nếu như không phải do hắn thì quyền khai phá khối đất sân thể dục đã sớm rơi vào trong tay của chị, căn bản không cần phải phí sức lực lớn như vậy." Phạm Tư Kỳ căm tức nhìn Lâm Bội Bội nói, "Tôi nhấn mạnh với cô một lần nữa, việc buôn bán của tôi như thế nào là chuyện của tôi, không cần cô can thiệp, cô là trợ lý của tôi, một trợ lý không thể tùy tiện nói gì. Có nghe rõ hay không?" Lâm Bội Bội cố nén nước mắt gật đầu. Phạm Tư Kỳ có chút tâm phiền ý loạn mở cái túi sách tay ra, lấy ra từ đó một bao thuốc lá, rút ra một điếu. Lâm bội bội lấy ra bật lửa châm thuốc cho nàng, Phạm Tư Kỳ hút thuốc, lửa giận trong lòng dần dần lặng đi một chút, thấp giọng nói, tên Trương Dương này rất không đơn giản, tôi không muốn cùng hắn làm địch nhân. Thường Hải Tâm cũng không đi xa, chỉ là chậm rãi đi dọc theo đường trước cửa khách sạn quốc tế Nam Dương, không lâu sau, nàng liền nghe thấy tiếng còi ô tô ở phía sau, Trương Dương mở cửa xe ra đi tới bên cạnh nàng, hạ cửa sổ xe xuống mỉm cười nói, Mỹ nữ, đi đâu vậy, có muốn đi nhờ xe hay không? Thường Hải Tâm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia ý cười hiểu ý, nàng kéo mở cửa xe rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói tính là anh biết điều. Trương Dương cười nói, không nhận thấy không được, mọi người đều nói tôi là ăn cơm trắng, tôi sao có thể tiếp tục nán lại ở đó chứ? Thường Hải Tâm khanh khách nở nụ cười. Trương Dương nói cô không tức giận sao? Thường Hải Tâm nói chỉ một câu nói của cô ta có thể làm tôi tức sao? Tôi là bất bình cho anh, tôi cũng không phải quan, người ta nói kẻ ăn cơm trắng chính là anh. Trương Đại Quan Nhân mặt dày nói cô thật thương yêu tôi, thời khắc mấu chốt lao thân ra, bảo vệ lãnh đạo cấp trên, nhà đầu, chỉ là xuất thân gia đình mảng cây cỏ mà giác ngộ này chính là không tầm thường. Thường Hải Tâm nói đừng nói bậy, tôi chẳng nghĩ bảo vệ anh nàng biết rõ đối với tình tình của trương dương nếu như không nhanh chóng cắt đứt hắn thằng nhãi này còn không biết sẽ nói ra lời quá mức thế nào nữa thường hải tâm nói lâm bội bội kia là ai trương dương nói trợ lý của phạm tư kỳ quan hệ cùng hai ta không sai biệt lắm mặt thường hải tâm ửng đỏ nói tôi và anh không có một cái quan hệ gì nói ra lời này cả một chút lo lắng cũng không có hai người đều chui vào trong một chăn vành tai và tóc chạm vào nhau quan hệ khẳng định không tầm thường Trương Dương nói xong câu nói kia, trong đầu lại bỗng nhiên sáng lên, hắn thấp giọng nói, cô cảm thấy Lâm Bội Bội này có phải có chút bất thường hay không? Thường Hải Tâm nói, làm sao tôi biết được? Trương Dương nói, một trợ lý không có lý do gì có thể kiêu ngạo như thế. Dường như Phạm Tư Kỳ rất chiếu cố đối với cô ta, quan hệ khẳng định không bình thường, không thể chỉ do chuyện hôm nay sẽ sa thải cô ta. Thường Hải Tâm nói, có thể hai người là thân thích cũng không biết được. Trương Dương nói, hẳn là không phải đâu, Hải Tâm, cô nói hai cô ấy có thể có chút không bình thường hay không? Thường Hải Tâm nói, không bình thường như thế nào? Tôi cũng không nói rõ được, có điều là tôi rút cục cảm thấy lúc hai người bọn họ ở cùng một chỗ có cái gì đó là lạ. Thường Hải Tâm nói, hai cô gái sao lại là lạ thế nào? Lẽ nào anh hoài nghi các nàng? Chấm ngoặc kép, mặt Thường Hải Tâm mắc cờ đỏ bừng lên. Trương Dương nói, cái gì tôi cũng chưa nói thường hải tâm nói toàn bộ đầu óc anh đều là tư tưởng đen tối cái nhìn người có thể đàng hoàng một chút được không trương dương đang muốn trả lời nàng thì điện thoại di động vang lên hắn cầm lấy điện thoại di động dán tại bên tai lại thấy thường hải tâm cau mày nhìn mình lập tức ý thức được cái gì đó lại đưa điện thoại di động từ bên tai rời đi một chút thường hải tâm nở nụ cười nàng bỗng nhiên ý thức được mình càng ngày càng quan tâm đối với trương dương cho dù là một chút chi tiết nhỏ chỉ cần là liên quan tới trương dương nàng đều sẽ coi trở thành chuyện quan trọng nhất đi làm. Thanh âm trong điện thoại cũng không quen thuộc, trầm thấp mà khàn khàn, chủ nhiệm Trương phải không? Trương Dương nói, là tôi, ngài là, bởi vì phỏng trừng đối phương có tuổi không nhỏ, cho nên Trương Dương biểu hiện ra khách khí như vậy. Tôi là Thạch Trọng Hằng. Trương Dương nghe nói là bí thư quận ủy quận thiên hối Thạch Trọng Hằng gọi điện thoại cho mình, không khỏi hơi sừng sốt một chút, hắn cùng Thạch Trọng Hằng chưa từng qua lại, nếu như nói có liên hệ cũng là bởi vì chuyện thạch thắng lợi, hắn tìm mình chẳng lẽ là vì chuyện thạch thắng lợi. Trương Dương cười nói, bí thư thạch, ngài khỏe chứ, tìm tôi có việc tình sao? Thạch Trọng Hằng nói, tôi đi ngang qua Ủy ban Thể dục Thể thao cho nên đến xem, không nghĩ tới anh không ở đơn vị. Không có chuyện không đến làm bảo điện, nếu Thạch Trọng Hằng đi tới Ủy ban Thể dục Thể thao thăm mình, khẳng định có chuyện, hơn nữa chuyện này còn không nhỏ. Trương Dương nói, tôi đi kiểm tra an toàn ở công trường, bí thư thạch, nếu không thì như vậy, ngài chờ tôi một hồi, tôi lập tức trở về đi. Thạch Trọng Hằng nói, được, tôi chờ anh ở Ủy ban Thể dục Thể thao. Trương Dương tắt điện thoại lẩm bẩm tôi cùng Lão Thạch không có bao nhiêu giao tình, hắn tìm tôi làm cái gì chứ? Thường Hải Tâm nói, đi gặp chẳng phải sẽ biết ngay sao. Trương Dương gật đầu. Thường Hải Tâm nói, anh thả tôi ở chỗ này, tôi bắt xe đi tới chỗ anh tôi. Thường Hải Long ngoại trừ việc lắp đặt thiết bị lắp đặt thiết bị công trình xanh hóa của trung tâm thể dục mới ra, gần đây lại thông qua quan hệ của Trương Dương nhận việc sửa sang xây lại của Liễu Hải Thiên, hiện nay đang ở công trường của khách sạn Hải Thiên. Trương Dương đem xe dừng lại ở ven đường, Thường Hải Tâm nói, anh đừng vội vàng tới xem, nghìn vạn lần đừng quên liên hệ với Cao Liêm Minh, còn hai ngày nữa toàn bộ thiết bị sẽ được chuyển đến Nam Thích, mà cao thủ máy vi tính hắn tìm cho tôi ngay cả bóng cũng không có đó. Trương Dương cười cười nói, "Yên tâm, tôi nhớ kỹ rồi." Bí thư quận ủy quận Thiên Hối Thạch Trọng Hằng lúc này đang ngồi ở trong phòng khách của Ủy ban thể dục thể thao, phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao Thôi Quốc trụ đang ở một bên tiếp chuyện hắn. Quận Thiên Hối là một trong các quận có kinh tế phát triển nhất của Nam Tích, Thạch Trọng Hằng này rất có bản lĩnh, sau khi hắn đảm nhiệm bí thư quận ủy, tổng giá trị sản xuất công nông nghiệp của quận Thiên Hối mấy năm liên tục tăng lên trên diện rộng, có thể nói là chính tích lớn lao hắn cũng là một tổng những người có hy vọng đề thăng lên phó thị trường nhất trương dương đi vào phòng khách vẻ mặt tươi cười nói ngại quá đã để cho bí thư thạch phải đợi lâu thạch trọng hằng cười đứng dậy giơ tay cùng trương dương bắt tay chủ nhiệm trương tôi vừa vặn đi ngang qua ở đây cho nên thuận tiện đi đến thăm thôi quốc trụ rất có nhãn quang y cười nói các anh cứ trò chuyện tôi còn có việc phải làm thôi quốc trụ đi rồi trương dương cùng thạch trọng hằng ngồi xuống tại trên salon Trương Dương cười nói, bí thư Thạch lần này tới có phải vì chuyện của thắng lợi hay không? Thạch Trọng Hằng lắc đầu nói, thắng lợi làm cấp dưới của cậu, tôi rất yên tâm, đứa trẻ này cả ngày chơi bời lêu lồng, may mà cậu đem nó tới ủy ban thể dục thể thao làm việc, tôi thấy nó gần nhất thay đổi không ít, chủ nhiệm Trương, hôm nào tôi nhất định phải mở tiệc cảm tạ cậu. Trương Dương cười nói, kỳ thực thắng lợi cũng không phải cái gì cũng sai giống như ngài nói, từ sau khi đi tới ủy ban thể dục thể thao, anh ta biểu hiện rất không tồi, Tính tích cực trong công tác rất cao, đánh giá của mọi người đối với anh ta cũng không tệ lắm. Con trai vẫn là một khối tâm bệnh lớn nhất của Thạch Trọng Hằng, có điều là từ khi con trai bị Trương Dương đánh cho một trận, cả người thực sự thay đổi rất nhiều, vỏ quyết giày có móng tay nhọn, xem ra con trai là gặp phải khắc tinh. Tại trong quá khứ, Thạch Trọng Hằng căn bản không dám tưởng tượng đứa con trai này của hắn có thể mặc lên đồng phục bảo vệ đi giữ gìn chị an, vừa lại nghe nói Trương Dương còn đem nó gia nhập vào tổ kiểm tra an toàn chất lượng. Thạch Trọng Hằng cực kỳ mừng rỡ vì thay đổi của con trai. Nhưng mà hắn lại không thể tin được, hắn sợ con trai chỉ là làm bộ một hai ngày, không quá vài ngày lại sẽ chứng nào tật nấy. Thạch Trọng Hằng cũng biết Trương Dương tại trên chuyện của Hải Thiên đã lợi dụng con của hắn, có điều là tình huống bây giờ lại là một người muốn đánh một người mong bị đánh, tuy rằng Thạch Trọng Hằng nhìn thấu, lại không thể nói ra, người trẻ tuổi Trương Dương này rất không đơn giản, hắn đem Thạch thắng lợi tới Ủy ban thể dục thể thao bằng với đem Thạch Trọng Hằng cũng bắt cóc tới trên một cái thuyền, Thạch Trọng Hằng lúc mới đầu còn phê bình kín đáo đối với những thủ đoạn này của Trương Dương, nhưng sau lại nghe nói lúc vợ chồng phó thủ tướng Văn đi tới Bình Hải bày tỏ yêu mến. Đối với Trương Dương, từ đáy lòng của Thạch Trọng Hằng lại bắt đầu vận chuyển lên, nếu thật sự con trai có thể quan hệ tốt cùng Trương Dương thì đối với hắn chỉ có lợi mà không có chỗ hại. Người trong quan trường đều cân nhắc lợi hại, mỗi một cái ý niệm trong đầu sẽ suy nghĩ từ trên mặt chính trị. Thạch Trọng Hằng có một nguyên tắc hắn rất ít kết giao cùng với người quan chức thấp hơn mình, cùng với không gặp gỡ người không bằng mình, chỉ có bọn họ cầu ngươi làm việc, bọn họ ít có thể trợ giúp cho mình. muốn không ngừng tiến bộ tại trên chính trị, phải gặp gỡ những người mạnh mẽ hơn so với mình, cho nên thạch trọng hằng vẫn quan hệ tốt với cậu em vợ trần hạo, trần hạo là phó thị trưởng thường vụ của thành phố nam thích, tuy rằng thạch trọng hằng là anh rể của y, nhưng mà tại trên quan chức lại không bằng trần hạo nhỏ tuổi hơn mình. mục đích của thạch trọng hằng đến đây cũng là vì trần hạo hắn đã nghe nói chuyện của Trần Hạo, hai ngày nay cũng bớt thời giờ đi một chuyến tới Đông Giang. Thạch Trọng Hằng nói, tôi tới là vì cảm ơn các cậu đem phó thị trưởng Trần đến bệnh viện kịp thời. Hai ngày nay Trương Dương quá bận rộn, đã quên mất chuyện của Trần Hạo, hắn thân thiết nói, tình hình của thị trưởng Trần như thế nào rồi. Thạch Trọng Hằng nói, chiều hôm qua tôi tới thăm cậu ấy, tình hình coi như ổn định, theo kết quả kiểm tra đi ra thì tình huống so với trong dự đoán tốt hơn nhiều lắm, khối u trong phổi của của cậu ấy là lành tính, không phải là cái u ác tính gì đó. Trương Dương nói, vậy là tốt rồi. Thạch Trọng Hằng nói, bác sĩ nói có thể giải phẫu, ổ bệnh là tại gan trái, có thể đem gan trái cắt bỏ, sau đó phối hợp với trị bệnh bằng hóa chất, dự đoán bệnh tình sẽ tốt lên. Trong lòng Trương Dương khẽ động, nếu như ổ bệnh của Trần Hạo ở tại lá gan trái, có thể giải phẫu cắt bỏ, như vậy nếu như khối u của y không bị dịch chuyển hắn còn có biện pháp trị hết thạch trọng hằng nói chủ nhiệm trương tôi tới là muốn sớm nói chuyện với cậu trần hạo sinh ra hoài nghi đối với bệnh tình tại dưới sự truy vấn của cậu ấy vợ tôi đã đem tình hình thực tế nói cho cậu ấy cậu ấy trải qua thận trọng suy nghĩ đã quyết định từ chức để chuyên tâm trị bệnh trương dương nói thân thể của thị trưởng trần quả thực cũng đích xác không thể gánh chịu được công việc nặng nề như thế thạch trọng hằng lại nói cậu ấy sợ làm lỡ công việc đã bảo tôi hướng tỉnh đưa ra đề xuất công tác của phía ủy ban thể dục thể thao sau này đều phải đặt lên trên người cậu. chương 598, gợn sóng. Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái, Trần Hạo là phó thị trường thường vụ, cho dù xin nghỉ, cũng không cần phải bảo Thạch Trọng Hằng đặc biệt tới nói một tiếng với mình, bọn họ làm như vậy cũng quá coi trọng đối với mình. Trương Dương cho rằng chuyện đặc biệt đi qua nói rõ chuyện này cũng không phải ý tứ của Trần Hạo, chỉ là Thạch Trọng Hằng cần một cái lấy cớ tìm đến mình để triển khai trọng tâm câu chuyện. Trương Dương nói, chuyện của thị trưởng Trần thực sự là đáng tiếc, nhưng mà nếu bệnh này rơi vào trên người của ông ấy, cũng chỉ có thể đối mặt với hiện thực. Y học hiện tại phát triển như thế, rất nhiều chứng ung thư cũng đã có thể trị hết. Tôi tin tưởng thị trưởng Trần nhất định là người lành tự có trời giúp. Thạch Trọng Hằng nói, cậu ấy chuẩn bị sau khi mổ tại bệnh viện nhân dân của tỉnh sẽ trở lại Nam Tích để trị liệu hậu phẫu, chỉ cần được chuyên gia cho trị bệnh bằng phương án hóa trị, tiến hành trị liệu hậu kỳ như thế nào cũng đều là như nhau. Trương Dương gật đầu, tỉnh biết chuyện này chứ. Thạch Trọng Hằng nói, đã nói qua. Bên trong phòng họp của thành ủy Nam Tích, các thường ủy đang họp, bầu không khí hôm nay có vẻ có chút áp lực, tâm trạng của bí thư thành ủy từ quang nhiên cực kỳ không tốt. Đầu tiên là chuyện em trai từ quang lợi của y bởi vì đút lót huệ kính dân bị viện kiểm sát mời qua, sau đó lại biết phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo bị ung thư, vừa rồi lại nhận được tin tức phó thủ tướng Văn Quốc quyền tại phát biểu tại khu khai phá Lam Sơn nói chuyện một lần, đề nghị các thành phố nên đánh vỡ quan niệm khu vực. Tăng cường hợp tác kinh tế qua lại, bù đắp lẫn nhau, cùng chung tay khai phá, dùng nguyên tắc phát triển cộng đồng làm tốt công tốt, tiến thêm một bước tăng thêm cải cách, trong đó trọng điểm đưa ra chuyện thâm thủy cảng Nam Tích. Nói cái gì là thâm thủy cảng không phải chỉ là chuyện của mình Nam Tích, công trình trọng đại như vậy hẳn là tập trung tất cả ưu thế của các khu xung quanh, bài trừ quan niệm khu vực, như vậy mới có thể thuận lợi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ xây dựng. Từ Quang Nhiên biết Văn Quốc Quyền sẽ không vô duyên vô cớ cường điệu chuyện này, hơn nữa nếu chuyện này được hắn nói ra, lại không thể coi như là chưa từng phát sinh chuyện gì được. Toàn bộ Bình Hải đều đang quan tâm nhất cử nhất động của Văn Quốc Quyền, lời nói này của Văn Quốc Quyền không chỉ có là nói với Lam Sơn, mà cũng là nói với Nam Tích, nói với toàn bộ tỉnh Bình Hải. Hội nghị bắt đầu từ bệnh tình của phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo, thị trưởng Hạ Bá Đạt nói, sáng ngày hôm nay đồng chí phó thị trưởng thường vụ Trần Hảo đã nhờ người nhà trình đơn xin từ chức, bởi vì nguyên nhân thân thể, ông ấy đã không cách nào tiếp tục đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ, đây là đơn xin từ chức của ông ấy. Y vung lên tờ đơn trong tay, sau đó chậm rãi đặt ở trên mặt bàn. Ánh mắt của các thường ủy khác đều nhìn từ quang nhiên, tất cả mọi người hiểu rõ trong lòng của từ quang nhiên không vui, cho tới nay Trần Hảo cùng Thường Lăng không đều là trợ thủ đắc lực của Y. Thường Lăng không trước đó đã đi tới Lam Sơn đảm nhiệm chức thị trường, Bây giờ Trần Hạo lại bị bệnh, phụ tá đắc lực của Từ Quang Nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn trước sau rời đi, đối với y cũng không phải cái chuyện tốt gì. Cuống chị em trai Từ Quang Lợi của y bởi vì đút lót mà bị bắt, cho dù Từ Quang Nhiên là bí thư thành ủy thành phố Nam tích y cũng là hết đường xoay sở với chuyện này, bởi vì chủ chính chuyện này chính là Tống Hoài Minh. Từ Quang Nhiên không dám động chân động tay bất luận cái gì, trong khoảng thời gian này Từ Quang Nhiên cũng không sống dễ chịu. Từ Quang Nhiên bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hỏa vô đơn trí. Chuyện không may thì một chuyện nối tiếp một chuyện. Y thấp giọng nói, chuyện của đồng chí Trần Hạo thực sự là làm cho chúng ta cảm thán. Cho nên tôi bình thường vẫn nhấn mạnh mọi người không nên chỉ lo công tác, cũng phải chịu khó bảo trọng thân thể. Phải biết rằng thân thể là tiền vốn lớn nhất. Không có một thân thể vượt qua thử thách thì còn tiến hành công tác như thế nào được? Còn nói chuyện gì tới phục vụ người dân. Nói đến đây y bỗng nhiên cảm thấy một loại phiền muộn, không nói nên lời làm trong lại tiếng nói, nói tiếp, tuy rằng đồng chí Trần Hạo ngã bệnh, nhưng là công việc của chúng ta vẫn là phải tiếp tục đi, mọi người thảo luận một chút, hiện nay để ai tới thay thế công tác của ông ấy thì thích hợp. Những lời này của Từ Quang Nhiên có ý nghĩa muốn tại trong đông đảo các phó thị trưởng tuyển ra một vị phó thị trưởng thường vụ, hơn nữa vị phó thị trưởng thường vụ này sẽ trở thành thường ủy của thành phố Nam Tích trong thời gian tới. Từ Quang Nhiên nói xong, ngay sau đó liền đề nghị, trước tiên tôi xin đưa ra một người được đề cử tôi cảm thấy đồng chí Vương Hải Ba không tồi, mọi người thấy thế nào? Tất cả thường ủy đều vẫn duy trì trầm mặc. Vương Hải Ba cùng Trần Hạo đều như nhau, đều là người của Từ Quang Nhiên, kỳ thực đa số mọi người trong thường ủy có thói quen trầm mặc. tại Nam Tích mà chống đối với Từ Quang Nhiên chính là không sáng suốt. Thị trường Hạ Bá Đạt nói, tôi cảm thấy đồng chí Cung Kỳ Vĩ thích hợp hơn một chút, quá khứ ông ấy đã được phân công quản lý công tác thể dục, tương đối quen thuộc đối với lĩnh vực này. Hạ bá đạt đã cảm giác được mùi vị gió thổi mưa rông trước cơn bão, từ quang nhiên đang đứng ở trên cơn sóng gợn của chính trị, nếu như y lại không biết nắm chặt cơ hội hiếm có này, như vậy y cũng thể lăn lộn nhiều năm tại trong thể chế như thế. Hạ bá đạt cũng không nói đề nghị cung kỳ vĩ làm phó thị trưởng thường vụ, mà là cố ý làm lẫn lộn khái niệm, đề nghị phân công công tác thể dục cho cung kỳ vĩ. Từ quang nhiên đương nhiên biết mục đích của hạ bá đạt, y thản nhiên nói, trọng trách trên vai đồng chí kỳ vĩ đã đủ nặng rồi, công trình thâm thủy cảng nặng nề như vậy, tôi không muốn ông ấy phân tâm. Những lời này bằng là công nhiên phủ quyết đề nghị của Hạ Bá Đạt. Từ quang nhiên tiếp tục nói, mọi người giơ tay biểu quyết đi, tôi đề nghị đồng chí Vương Hải Ba tạm thời tiếp nhận công tác của đồng chí Trần Hạo, đồng ý xin mời giơ tay. Từ quang nhiên rõ ràng ý thức được bây giờ sóng ngầm của chính đàn Nam Tích đã bắt đầu khởi động, y phải áp dụng biện pháp quyết đoán, ổn định địa vị chính trị của mình tại Nam Tích, nếu không thì quyền lên tiếng tuyệt đối của Y nhiều năm tại Nam Tích sẽ phải đối mặt với một lần khiêu chiến chưa từng có. Từ Quang Nhiên là người thứ nhất dơ lên cánh tay của mình. Ngay khi Y chuẩn bị đem quyết định của mình áp đặt cho tất cả thường ủy khác thì thư ký của Y vội vã đi đến, ghé vào bên tai Y thấp giọng nói có điện thoại. Điện thoại của Chủ tịch Tỉnh Tống. sắc mặt của Từ Quang Nhiên thay đổi. Không nghĩ tới Tống Hoài Minh lại gọi điện thoại cho Y ở cái thời khắc mấu chốt này. Y phải dừng lại hội nghị, cấp tốc đi tới sát phách của gian phòng tiếp nhận điện thoại từ trong tay thư ký, dùng khẩu khí cung kính nói chủ tịch tỉnh Tống, chào ngài, tôi là từ Quang Nhiên. Tống Hoài Minh nói, đồng chí Quang Nhiên, Phó Thủ tướng Văn rất quan tâm chuyện thâm thủy cảng các anh, đã tiến hành đi sâu tìm hiểu các khó khăn các anh phải đối mặt, lần này tới Lam Sơn. Ông ấy đã đặc biệt cùng với cán bộ lãnh đạo Lam Sơn tiến hành bàn bạc một lần nhằm vào chuyện thâm thủy cảng, sau khi mọi người thảo luận cho rằng có lẽ nên cho Lam Sơn gia nhập vào trong việc xây dựng thâm thủy cảng, đây cũng là ý của bí thư kiều trong đầu từ quang nhiên vang lên một tiếng ông ông y cảm thấy đầu mình sẽ mau nổ tung hồi đó khi khung kỳ vĩ đưa ra chuyện này y vất vả lắm mới dẹp đi được cũng nghĩ chuyện này đã thành quá khứ rồi làm sao bây giờ lại nhắc lại chuyện cũ tuy rằng văn quốc quyền là phó thủ tướng quốc vụ viên nhưng hắn hẳn là sẽ không can thiệp vào nội chính của địa phương lời nói này của tống hoài minh đến tột cùng là có bao nhiêu có thể tin có điều là bất luận có phải do văn quốc quyền đề xướng hay không nếu đã do Chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh nói ra, liền chứng minh chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Cổ họng từ quang nhiên phát ra thanh âm khô khốc, Chủ tịch tỉnh Tống, công trình thâm thủy cảng đã khởi động toàn diện, tất cả đều đang tiến hành theo trình tự, tôi cảm thấy giữa đường phát sinh thay đổi cũng không tốt. Tống Hoài Minh nói, đồng chí quang nhiên, là một vị lão đảng viên, một cán bộ kỳ cựu, ánh mắt của anh không thể thủy chung hạn chế trong đất Nam Thích. Công trình thâm thủy cảng sẽ mang tới cho các thành thị chung quanh một cái cơ hội phát triển nhảy vọt, để cho Lam Sơn gia nhập vào xây dựng Thâm Thủy Cảng cũng là vì chia sẻ áp lực các anh phải chịu đựng. Có một số việc tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Vài ngày trước đó Thâm Thủy Cảng đã từng đối mặt với đỉnh công, tuy rằng bây giờ tình hình đã có giảm bớt, nhưng mà nếu như không giải quyết từ trên vấn đề căn bản, qua thời gian không được bao lâu, loại chuyện này sẽ còn phát sinh. Từ Quang Nhiên tháo kính ra lau mồ hôi chán. Tống Hoài Minh nói kỳ thực tại trước khi Phó Thủ tướng Văn tới Nam Tích tôi đã cùng Bí Thư Kiều nói qua về chuyện của Thâm Thủy Cảng, Phó Thủ tướng Văn nhắc tới vấn đề này, tôi đặc biệt cùng Bí Thư Kiều trao đổi một chút ý kiến về chuyện này, cũng đạt được cái nhìn nhất trí, để cho công trình Thâm Thủy Cảng có thể xây dựng thuận lợi trọn vẹn, phải tăng mạnh hợp tác khu vực, kỳ thực đồng chí Thường Lăng Không, thị trưởng thành phố Lam Sơn trong quá khứ chính là người phụ trách hạng mục Thâm Thủy Cảng. Thêm vào giúp đỡ hẳn là không tồn tại cái vấn đề gì không thích hợp chứ. Trong lòng của từ quang nhiên liên tục trầm xuống, y hiểu rõ ràng, chuyện này đã trở thành sự thực, các lãnh đạo đã quyết định, căn bản không phải y có thể thay đổi, đối mặt với kết quả này, y chỉ có thể chấp nhận, bất luận là có tình nguyện hay không, y thấp giọng nói chủ tịch tỉnh Tống, tôi tôn trọng quyết định của lãnh đạo. Những lời này tràn ngập một chút bất đắc dĩ, y không chấp nhận thì có biện pháp nào. Tống Hoài Minh nói, tôi nghe nói đồng chí phó thị trưởng thường vụ Trần Hảo của các anh bị ung thư gan. Từ Quang Nhiên nói, vâng, ông ấy đã đưa ra đơn xin từ chức, chúng tôi đang mở cuộc họp thường ủy để thảo luận. Tống Hoài Minh nói, giúp tôi an ủi đồng chí Trần Hảo một chút, về việc an bài công tác của ông ấy, phía tỉnh sẽ đưa ra điều chỉnh sau. Từ quang nhiên sừng sốt, y không rõ đến tột cùng là làm sao, vì sao lãnh đạo tỉnh lại đột nhiên nhìn thẳng vào Nam Tích, cả đám đều giơ tay tới Nam Tích, bí thư thành ủy y tựa hồ trở nên có thể có như không, toàn thân từ quang nhiên đều đổ mồ hôi, y. Y cũng ý thức được chuyện trở nên càng ngày càng không đúng, lãnh đạo trong tỉnh khẳng định sinh ra bất mãn đối với y, nếu không sẽ không làm ra quyết định điều chỉnh như vậy, vị trí phó thị trường thường vụ, y không cách nào làm ra quyết định, trong tỉnh muốn xác định chuyện này. Từ quang nhiên cảm thấy một loại khuất nhục không nói nên lời, đây là lãnh đạo không tín nhiệm đối với năng lực của hắn. Từ quang nhiên còn muốn nói cái gì đó, mà trong lúc nhất thời lại không biết là nói lên từ đâu. Tống Hoài Minh ở bên kia đã dập điện thoại, từ quang nhiên không nhớ rõ mình đi trở về phòng họp như thế nào nữa, tất cả thường ủy đều nhìn ra sắc mặt của y cực kỳ xấu, từ quang nhiên yên lặng ngồi xuống trên vị trí của mình, châm lên một điếu thuốc lá, yên lặng hút lên, qua một hồi lâu, bí thư kỷ ủy Lý Bồi Nguyên rốt cục không nhịn được nhắc nhở y nói, bí thư từ, chúng ta tiếp tục biểu quyết chứ. Từ quang nhiên lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt nói, chuyện này để sau nói tiếp. Tất cả thường ủy đều cảm thấy kỳ quái, làm sao từ quang nhiên lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Sau này nói tiếp, vấn đề phó thị trường thường vụ có thể để sau nói tiếp, nhưng mà công tác được phân công của hắn phải có người tiếp nhận, lẽ nào chuyện này lại gác lại không rõ ràng như thế. Trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương có thêm hai người, một vị là bí thư kỷ ủy Tăng Lai Châu, một vị là thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào, Tăng Lai Châu là đặc biệt tới để hướng Kiều Trấn Lương báo cáo về tiến triển mới nhất trong vụ án Huệ Kính Dân. Kiều Trấn Lương nghe xong gật đầu, đồng chí Lai Châu, lần này làm rất khá, đối với phần tử như Huệ Kính Dân này phải làm cương quyết đả kích, tuyệt không nương tay. Tăng Lai Châu nói, Huệ Kính Dân thực sự ghê tởm, còn hắn là Huệ Cường cũng không phải cái thứ tốt gì, biết chủ tịch tỉnh Tống chủ chính vụ án này, y lại có thể tìm người trả thù chủ tịch tỉnh Tống, làm hại hiệu trưởng liễu thiếu chút nữa sinh non. Kiều Trấn Lương cũng là lần đầu nghe nói tới chuyện này, hai mắt trợn tròn, không thể kìm được giận nói chuyện này là thật. Tam Lai Châu nói thật, Chủ tịch tỉnh Tống sợ chuyện này tạo thành tâm trạng khủng hoảng trong bộ máy, cho nên vẫn đè xuống. Kiều Trấn Lương cả giận nói, lá gan không nhỏ, người như thế nhất định phải phạt nặng, phải cho hắn trả giá đắt đối với hành vi của mình. Tam Lai Châu còn nói thêm hai câu rồi đứng dậy rời đi. Diêm Quốc Đào vừa mới từ Lam Sơn trở về, trong khi Tống Hoài Minh cùng đi văn quốc quyền đi giang thành tiến hành khảo sát một ngày, Diêm Quốc Đào lần này tới là đặc biệt nhằm vào chuyện đã xảy ra ở Nam Thích cùng Lam Sơn, hướng Kiều Trấn Lương báo cáo. Kiều Trấn Lương nói, đề nghị này của Thủ tướng Văn rất tốt, trong quá khứ tôi không nói là bởi vì gắn liền với thời cơ chưa tới, hơn nữa không muốn tạo thành một loại ấn tượng trước mặt người khác là chính sách của chúng ta thiên về Lam Sơn, nếu Phó Thủ tướng Văn đưa ra, chính là thích hợp nhất. Đồng chí Hoài Minh đã cùng tôi trao đổi quan điểm, tôi bảo ông ấy gọi một cú điện thoại cho Từ Quang Nhiên. Nhắc tới Từ Quang Nhiên, Diêm Quốc Đào nhớ tới một việc, y thấp giọng nói: "Bí thư Kiều, tôi nghe nói em trai Từ Quang lợi của Từ Quang Nhiên cũng có liên quan tới vụ án của huệ kính dân." Kiều Trấn Lương nhíu nhíu chân mày nói: "Vương Tử phạm pháp cũng đồng tội như dân thường, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần làm trái với pháp luật, sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, Từ Quang lợi này đã làm cái gì?" Diêm Quốc Đào nói: "Từ Quang lợi là tổng giám đốc của công ty xây dựng Thế kỷ mới Nam Tích." hạng mục trung tâm thể dục mới của nam tích khi đó chính là hắn xây dựng sao lại bởi vì tiến độ xây dựng có vấn đề công trình xây dựng xảy ra thay đổi hắn chỉ phụ trách xây dựng sân thể dục chính nam tích anh trai làm bí thư em trai thì xây dựng thật đúng là phối hợp ăn ý về phương diện này đến tột cùng có vấn đề hay không kiều trấn lương tức giận nói diêm quốc đào biết kiều trấn lương cực kỳ khó chịu đối với từ quang nhiên y nhẹ giọng nói nam tích vài năm gần đây có không ít vấn đề tôi thấy hẳn là có chút quan hệ với tầng lãnh đạo, từ quang nhiên độc tài nắm quyền to trong đảng tại Nam Thích, hạ bá đạt kia lại vô cùng khéo đưa đẩy, thiếu khuyết chủ kiến. Kiều Trấn Lương nói, cuối cùng vẫn là do xuất thân thư ký, quen phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy. Diêm quốc đào nghe thế, mặt không khỏi nóng lên, tuy rằng Kiều Trấn Lương không có ý nói hắn. Nhưng Diêm quốc đào hiển nhiên cũng thuộc về trong cái trong phạm vi này. Kiều Trấn Lương thấy vẻ mặt xấu hổ của Diêm quốc đào, không khỏi cười nói, anh đừng suy nghĩ nhiều, tôi không nói anh, chẳng qua anh cũng có một phần chủ kiến. Diêm Quốc Đào cười nói, chức trách hiện tại của tôi chính là phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy, có chủ kiến hơn thì sẽ không nghe lời liếu, sẽ làm lãnh đạo không vui. Kiều Trấn Lương cười ha ha, Quốc Đào, anh có không ít kinh nghiệm tương đồng với Hạ Bá Đạt, anh giúp tôi phân tích hắn xem. Diêm Quốc Đào nói, nếu bí thư Kiều bảo tôi nói, tôi xin lớn mật nói hai câu, hạ bá đạt này quá khứ vẫn là thư ký của bí thư cố chính theo như lời ngài nói làm thư ký thời gian dài quá dễ khiếm khuyết chủ kiến hơn nữa hạ bá đạt mới đảm nhiệm thị trưởng thành phố nam thích một vài ngày bí thư cố liền lui xuống hắn tự nhiên là mất đi người tâm phúc trên chính trị đang bị vây trong thời kỳ do dự cho nên hắn vẫn cẩn thận chặt chẽ trong công tác tại nam thích có lẽ là hắn là đang chờ đợi cơ hội kiều trấn lương nói nói thật đi tôi ở trong quan trường nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy thị trưởng nào uất ức hơn so với hắn. Siêm Quốc Đào nở nụ cười. Kiều Trấn Lương nói, tham ô là phạm tội, thế nhưng ngồi trên vị trí quan trọng mà quốc gia cho hắn lại lừa dối qua ngày, không hề làm gì cũng là một loại phạm tội. Siêm Quốc Đào nói, phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hạo bị bệnh, nghe nói bị mắc ung thư gan, hiện nay đang nằm viện tại bệnh viện Nhân dân Tỉnh, chuẩn bị giải phẫu, ông ấy đã đưa ra đơn xin từ chức. Kiều Trấn Lương nói, Vừa tôi đã gọi điện thoại cùng Chủ tịch tỉnh Tống nói qua chuyện này, ông ấy hướng tôi đề cử Phó Thị trưởng thành phố Bắc Cảng Tàu hướng Đông. Xiêm Quốc Đào nói, Bí Thư Kiều cho rằng nên thế nào. Xiêm Quốc Đào tương đối hiểu Kiều Trấn Lương, tuy rằng biểu hiện ra là Kiều Trấn Lương đã cùng Tống Hoài Minh hội ý qua, gần đây hợp tác coi như là ăn ý, bất quá Tống Hoài Minh tại trên chuyện trọng đại tại Bình Hải cũng không có nhiều quyền lên tiếng lắm. Kiều Trấn Lương từ lúc bắt đầu đem Trương Dương sắp đặt tại Nam Tích cũng đã làm tốt chuẩn bị tẩy rửa chính đàn Nam Tích, hắn khẳng định sẽ dựa theo ý của mình đi ván cờ này. Kiều Trấn Lương nói, Nam Tích thiếu một người thị trưởng có chủ kiến. Diêm Quốc Đào ngẩn ra, hắn tin chắc mình nghe được rõ ràng, nếu Diêm Quốc Đào nghe không nhầm thì lời bí thư Kiều nói chính là thị trưởng, mà không phải phó thị trưởng, lẽ nào Kiều Trấn Lương muốn động tới hạ bá đạt. Hắn nhớ tới cung kỳ vĩ, lẽ nào bí thư kiều thực sự có ý muốn bồi dưỡng cung kỳ vĩ? Kiều Trấn Lương nói, tiêu chuẩn khảo nghiệm một người cán bộ có xứng đáng chức vụ hay không, đầu tiên phải suy nghĩ đến hắn rốt cuộc là có lợi gì tại trong quá trình phát triển mở mang thành phố, chỉ cần là làm cản trở thành phố phát triển, hoặc là làm ảnh hưởng tới đại kế phát triển, tất đều phải bị loại bỏ. Lời nói của hắn chắc như đinh đóng cột, không có chừa đường sống nào. Xiêm Quốc Đào cẩn thận hỏi, Bí Thư Kiều, có phải trong lòng của ngài đã chọn được người thích hợp hay không?" Kiều Trấn Lương nói, "Trong khoảng thời gian này, tôi đã khảo sát không ít người, cũng trưng cầu ý kiến của một số đồng chí, Phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Lý Trường Vũ hẳn là một nhân tuyển thích hợp." Siêm Quốc Đào mở to hai mắt ra nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Kiều Trấn Lương lại đưa ra cái lựa chọn này, hắn nhắc nhở Kiều Trấn Lương nói, "Bí thư Kiều, Lý Trường Vũ tại Giang Thành chính là phó thị trưởng thường vụ rồi, điều ông ấy đi tới Nam Tích cũng không thể thăng chức." Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Nam Tích, thường ủy thành phố Nam Tích, ba khối chiêu bài này có đủ dùng hay không? Xiêm quốc đào hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ. Sự bất lực của hạ bá đạt đã làm cho Kiều Trấn Lương hoàn toàn mất đi lòng tin, năng lực của cung kỳ vĩ vẫn đang cần thời gian để chứng thực, còn lý trường vũ tại trên chức vụ phó thị trưởng thường vụ Giang Thành vẫn làm rất cẩn trọng. Từ việc du lịch ở Thanh Đài Sơn đến thi công ba con đường vòng bao quanh thành phố, đến giáo dục, thậm chí gần đây là xây dựng sân bay mới ở Giang Thành cũng đều biểu hiện rất xứng đáng chức vụ, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là Lý Trường Vũ có quan hệ tốt với Trương Dương. Hắn là người dẫn đường Trương Dương tiến vào quan trường, hắn đi Nam Tích, Trương Dương khẳng định sẽ cố hết sức lực của mình hỗ trợ hắn, cục diện phát triển tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chiêu thức này của Bí Thư Kiều không thể nói là không cao minh. Diêm Quốc đào rõ ràng một điểm, lý trường vũ đi nam tích cũng không phải chạy tới chức vụ phó thị trưởng thường vụ kiều trấn lương là muốn cải tổ lại ban lãnh đạo của thành phố nam tích lý trường vũ đi tới nam tích thế tất sẽ hình thành cục diện thế ba chân vạc lấy biểu hiện yếu thế trước sau như một của hạ bá đạt trong quá khứ hắn vô cùng có khả năng trở thành một người bị loại đầu tiên mà tình cảnh của từ quang nhiên hình như cũng không phải lạc quan như vậy em trai từ quang lợi của y đã bị viện kiểm sát lập án điều tra có câu là rút ra cây cải mang ra cả bùn Người sáng suốt vừa nhìn liền biết từ quang nhiên khẳng định không phải trong sạch, nếu như thực sự từ trên người từ quang lợi tra ra được y, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Diêm Quốc đào hiểu rõ, lần này Bí thư Kiều đã đi ra thật sự, mọi người đều biết, quan điểm của Kiều lão cùng Văn Quốc quyền bất đồng, mà lần này Văn Quốc quyền tới Bình Hải khảo sát, đưa ra một chút ý kiến, Kiều Trấn Lương lại biểu hiện ra cực kỳ hợp tác, dành cho sự ủng hộ mạnh mẽ trong đó có nguyên nhân rất lớn chính là Kiều Trấn Lương rất bất mãn đối với hiện trạng của công trình thâm thủy cảng, Văn Quốc Quyền vừa vặn cho hắn một cơ hội thuận dòng nước đẩy thuyền. Tại trên việc Lý Trường Vũ được phân công, Tống Hoài Minh cũng không có nhiều ý kiến lắm, y đã thâm nhập tìm hiểu đối với lãnh đạo cấp thành phố của Bình Hải, bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau, Tống Hoài Minh cùng Lý Trường Vũ tiếp xúc tương đối nhiều, y cũng cho rằng Lý Trường Vũ có năng lực, thế nhưng Kiều Trấn Lương đem Lý Trường Vũ điều đến Nam Tích đích xác là phá vỡ quy định thông thường, Tống Hoài Minh liếc mắt liền nhìn ra mục đích chân chính của Kiều Trấn Lương khi phân công Lý Trường Vũ. Hắn cũng không phải muốn cho Lý Trường Vũ làm phó thị trường thường vụ, Lý Trường Vũ đi tới là sẽ trở thành thị trường thành phố Nam Tích, thậm chí là bí thư thành ủy của thành phố Nam Tích, Kiều Trấn Lương cho Lý Trường Vũ ba đạo kim bài, phó thị trường thường vụ, phó bí thư thành ủy, thường ủy thành phố Nam Tích, nói cách khác, Lý Trường Vũ tại phương diện đảng chính là có quyền lên tiếng trước, từ quang nhiên cùng hạ bá đạt nếu có ai không may, Người đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ rất đài. Đỗ Thiên Giá cực kỳ không rõ đối với quyết định này của tỉnh, Lý Trường Vũ là đồng bọn chính trị mật thiết nhất của hắn tại Giang Thành, hiện tại đang gánh vác rất nhiều công tác trọng điểm tại Giang Thành, đem Lý Trường Vũ điều đi, trách nhiệm dồn lên vai hắn nhất thời trầm trọng lên, Phó thị trưởng thành phố Bắc Cảng Tào Hướng đông tới tiếp nhận vị trí của Lý Trường Vũ, Đỗ Thiên Giá cùng Tào Hướng đông không quen biết, giữa hai bên đây đó khẳng định sẽ tồn tại giai đoạn tiếp xúc tìm hiểu. Đỗ Thiên Giã không tránh được muốn đi gặp Tống Hoài Minh than trách, nhưng hắn cũng không thể kiên quyết phản đối. Dù sao Lý Trường Vũ đi tới Nam Tích đối với bản thân Lý Trường Vũ mà nói là một chuyện tốt, tại Giang Thành thì Lý Trường Vũ trong thời gian ngắn không có khả năng vượt qua tòa núi lớn Tả Viên Triệu kia, chỉ có đi ra ngoài thì y mới có thể mở ra một khoảng trời mới trên chính trị. Khi Đỗ Thiên Giã nhận được thông báo liền đặc biệt đi tới bên trong phòng làm việc của Lý Trường Vũ. Lãnh đạo cấp trên đích thân đi xuống phòng làm việc của thuộc hạ có hai loại tình huống, một là đi hỏi tội, một là có việc gấp thật sự. Lý Trường Vũ đã nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh, lúc này hắn đang yên lặng tiêu hóa ý tứ bổ nhiệm của lãnh đạo lần này, bất quá hắn có thể kết luận một điểm, lần này đi tới Nam Tích tuy rằng không có bất luận cái biến hóa gì trên mặt cấp bậc, nhưng đối với hắn mà nói là chuyện tốt, sẽ là một lần bay vọt lên trên chính trị. Lý Trường Vũ cũng không ngờ Đỗ Thiên Giã nhanh như vậy đã đi tới trong phòng làm việc của mình, cuốn quyết đứng dậy nghinh tiếp nói, bí thư Đỗ, làm sao ngài tới đây? Đỗ Thiên Giã thở dài nói, tôi là đặc biệt qua chúc mừng anh. Nếu nói là chúc mừng thì vì sao lại thở dài, đủ thấy trong lòng Đỗ Thiên Giã không muốn đối với việc Lý Trường Vũ rời đi. Lý Trường Vũ kéo Đỗ Thiên Giã xuống vị trí hắn vừa ngồi, mình lại cầm lấy cái ghế khác, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thiên Giã, mỉm cười nói, bí thư Đỗ, tôi cũng vậy, vừa nhận được điện thoại của ban tổ chức, cũng cảm thấy rất đột ngột. Đỗ Thiên Giã nói, tôi biết hẳn là nên cho anh đi, thế nhưng từ đáy lòng lại luyến tiếc anh đi. Lý Trường Vũ tin tưởng những lời này của Đỗ Thiên Giã phát ra từ thật lòng, hắn đứng dậy cầm chén trà đưa cho Đỗ Thiên Giã nói, bí thư Đỗ, tôi không nghĩ tới phải đi, cả một điểm dấu hiệu báo trước cũng không có. Đỗ Thiên Giã nói, có phải có liên quan tới tiểu tử Trương Dương kia hay không, nếu như là hắn, tôi sẽ mắng cho hắn té tát một lần. Lý Trường Vũ nói, hẳn là không quan hệ với hắn. Trương Dương còn chưa tới mức có thể ảnh hưởng tới quyết định của lãnh đạo tỉnh. Đỗ Thiên Giã cũng biết chuyện này sẽ không thể là do Trương Dương, hắn nhận lấy chén trà từ trong tay Lý Trường Vũ, uống trà, nói Trường Vũ à. Anh vừa đi, lòng tôi sẽ trống không vắng vẻ, thật không biết ai có năng lực tiếp nhận công tác của anh. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, không phải có câu nói, rời khỏi địa cầu ai cũng đều như nhau sao, kỳ thực tôi cũng không quan trọng đối với Giang Thành như vậy, ngài mới là xương sống của Giang Thành. Đỗ Thiên Giã nở nụ cười, rất ít khi nghe được anh nịnh tôi đó. Lý Trường Vũ nói, thay đổi Giang Thành không phải chỉ dựa vào một người, mà là kết quả nỗ lực của cả tập thể, hiện tại tất cả đều đã lên quỹ đạo, mấy công trình lớn đều đang vững bước xây dựng, tôi cũng có thể yên tâm mà rời đi. Đỗ Thiên Giã gật đầu, hắn thấp giọng nói, tóm lại tôi cảm thấy biến động của ban tổ chức lần này có liên quan tới về việc Phó Thủ tướng Văn đi thị sát. Lý Trường Vũ nói, cụ thể về chuyện này thì tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là chỉ có chờ tôi tới Nam Tích rồi mới có thể biết rõ ràng việc này. Đỗ Thiên Giã cười nói, chung quy là anh có duyên với Trương Dương, chuyển một vòng, các cậu lại ở cùng một chỗ. Lý Trường Vũ nói, thật đúng là thế, hắn cũng không kìm được nở nụ cười. Trương Dương chính từ trong miệng Kiều Bằng Cử biết được tin Lý Trường Vũ sẽ tới Nam Tích đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ, lúc vừa nghe được hắn có chút không tin nổi, dù sao việc này quá là đột ngột, dựa theo tư duy bình thường Trương Dương suy nghĩ, Nam Tích có nhiều phó thị trưởng như vậy, cho dù là Trần Hạo bị bệnh, cũng tùy tiện sẽ có người lên thay, căn bản không nghĩ tới trên tỉnh lại điều người từ Giang Thành qua, Lý Trường Vũ vốn đã là phó thị trưởng thường vụ rồi, lại qua đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ. Trên cấp bậc cũng không có bất luận cái đề thăng gì, bất quá tỉnh bổ nhiệm ông ta làm phó thị trưởng thường vụ song song, lại còn cho ông ta đảm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Nam Tích, cái này có chút ý sâu xa." Kiều Bằng Cử nói, "Trương Dương, không phải là Lý Trường Vũ mà anh hướng lão gia tử chúng tôi giới thiệu chứ?" Trương Dương lắc đầu nói, "Tôi thật sự không biết, nếu như anh không nói với tôi, tôi đến bây giờ cũng không biết." Kiều Bằng Cử nói, "Đừng giả bộ nữa, chuyện lớn như vậy mà anh lại không biết sao?" Trương Dương nói: "Gần đây tôi bận bịu dọn nhà, còn có cuộc kiểm tra lớn về an toàn chất lượng của trung tâm thể dục mới, chỉ cần là mớ chuyện này đã làm tôi bận đến chóng mặt, sao còn sức nghĩ tới việc điều động cán bộ của tỉnh chứ? Hơn nữa, cho dù là tôi muốn để ý, cũng không đến lượt tôi quản phải chứ?" Kiều Bằng Cử nghe hắn nói như vậy không khỏi nở nụ cười, chính xác, Trương Dương chỉ là một người cán bộ cấp huyện, biến động của cán bộ lãnh đạo cấp thành phố không tới phiên hắn quan tâm nếu như trương dương không hướng lão gia tử của y ra sức giới thiệu lý trường vũ như vậy chuyện này có lẽ là ý tứ của lão gia tử của mình buôn bán trong nước phải liên tục quan tâm tới chính trị nhất là với thanh niên có trí bừng bừng muốn thành nhà tư bản như kiều bằng cử này mà nói bất luận cái tin gió thổi cỏ lai gì cũng đều sẽ khiến y chú ý kiều bằng cử nói tôi nghe nói lý trường vũ là cha nuôi của anh chuyện này rút cục có thật hay không trương đại quan nhân cười khổ nói giả ông ấy là cha nuôi của em gái tôi không phải cha nuôi của tôi. Bất quá, tôi tiến vào quan trường là do ông ấy dẫn đường, nói ra thì đúng là lão sư của tôi. Kiều Bằng Cử nói, cùng cha nuôi cũng không khác nhau lắm. Trương Dương nói, tính chất khác nhau, tính chất khác nhau, anh trăm nghìn lần đừng kéo quan hệ lung tung cho tôi. Kiều Bằng Cử cười nói, ông ấy tới Nam Thích khẳng định là có lợi rất lớn đối với anh. Trương Dương nói, tôi từ lúc bắt đầu đến bây giờ rất ít dựa vào người khác chiếu cố, Tôi là dựa vào nỗ lực của chính mình từng bước một đi tới vị trí ngày hôm nay. Thằng nhãi này nói phét cũng không đỏ mặt, nếu như không phải Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương lên tiếng tại thời khắc mấu chốt, lúc này hắn không chừng đang ở đâu rồi. Kiều bằng cử nói, chính đàn nam tích biến động, xem ra chuyện khối đất sân thể dục còn phải kéo dài một đoạn thời gian nữa. Trương Dương nói, lần này người đến đây đấu thầu không ít, chúng ta đã xác định được tiền đặt cọc bán đấu giá. Bao nhiêu? 100 vạn đồng. Audio điện tử võ tấn bền. Kiều Bằng Cử nói, giá quy định là bao nhiêu? Trương Dương nói, chuyện này tôi cũng chưa tính, nếu như tôi làm chủ, tôi khẳng định là đấu thầu từ 200 triệu tương đương 600 tỷ đồng Việt Nam. Kiều Bằng Cử cười nói, nếu như 200 triệu, tôi không cần suy nghĩ sẽ quên luôn, giá trị khối đất đó không được nhiều tiền như vậy đâu. Vậy thì chưa chắc Hiện tại đã có rất nhiều người tỏ ra cực kỳ hứng thú đối với khối đất này đó, không bài trừ khả năng đánh ra giá trên trời." Kiều Bằng Cử nói, nghe anh nói như thế, lòng tin của tôi đã bắt đầu dao động rồi đó." Trương Dương nói, có câu nói như thế nào nhỉ? Có lòng tin chưa chắc sẽ thắng, còn không có lòng tin thì nhất định thất bại, thêm chút lòng tin đi, rất nhanh là có thể thấy được kết quả cuối cùng. Chương 599, vạch lá tìm sâu trương dương đối với việc lý trường vũ đến tất nhiên tán thành cả hai tay thế nhưng hắn cũng không chủ động liên hệ với lý trường vũ để hỏi tình hình cụ thể của chuyện này chắc chắn lý trường vũ gần đây cũng bận bịu bàn giao công tác hà tất phải quấy dày người ta chờ khi ông ta đi tới nam thích thì ôn chuyện cũ cũng không muộn hơn nữa chuyện mà trương dương phải mang trên đầu thực sự là nhiều lắm hắn cũng không có thời gian câu hắn nói không sai biến động của lãnh đạo cấp thành phố không tới phiên hắn quản hắn cũng không quản được Tin tức Lý Trường Vũ điều nhiệm tới Nam Thích đối với tầng lãnh đạo thành phố Nam Thích mà nói là chuyện tình ngoài ý liệu, sau khi biết được tin tức này, Từ Quang Nhiên tất nhiên là khẩn trương, nhưng Hạ Bá đạt còn muốn khẩn trương hơn hơn y, những kẻ này đều là tay giả đời lăn lộn chính đàn nhiều năm, bất luận động tính gì trên chính trị cũng đều sẽ khiến bọn họ cảnh giác, lần biến động này chính là Lý Trường Vũ tại Giang Thành đã là phó thị trưởng thường vụ rồi, hiện tại điều nhập Nam Thích vẫn đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ tình căn bản không suy nghĩ chọn lựa từ nội bộ Nam Thích như này cấp ra một cái tín hiệu rõ ràng trên tình bất mãn đối với tầng lãnh đạo của thành phố Nam Thích dùng hình ảnh nhà bị mưa rột liên tục để hình dung là thích hợp nhất với tình cảnh hiện tại của Từ Quang Nhiên em trai Y bởi vì đút lót đã bị chính thức lập án điều tra công trình thâm thủy cảng mà Y ký thác kỳ vọng cao lớn nhất muốn vớt phát chính thức được cao hơn hôm nay cũng bởi vì kiến nghị của Văn Quốc Quyền mà sinh ra thay đổi từ Nam Tích một mình khai phá chuyển thành hai thành phố Nam Tích và Lam Sơn cùng hợp tác khai phá. Này có ý nghĩa, chính thức mà y kỳ vọng đã bị đánh gãy đổ nhào, Trần Hạo đột nhiên bị bệnh làm cho Từ Quang Nhiên mất đi một cái cánh tay đắc lực. Quyết định lần này của tỉnh làm cho Từ Quang Nhiên cảm thấy nguy cơ trước giờ chưa từng, Lý Trường Vũ đến đây không chỉ có đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích, còn kiêm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Nam Tích, tỉnh đem hắn đưa tới Nam Tích chính là bất mãn đối với đám lãnh đạo thành phố Nam Tích mà mình chỉ huy. Từ Quang Nhiên cũng không biết rõ về Lý Trường Vũ, nghe nói tác phong của người này đè thấp, là một điển hình của người có năng lực làm việc. Lý Trường Vũ rút cuộc là người thế nào thì y cũng không quan tâm, thực sự quan tâm chính là lần này là do bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương tự mình nói ra, là quyết định do ông ta đưa ra, nói cách khác, phía sau của Lý Trường Vũ có Kiều Trấn Lương chống lưng, lần này khẳng định là kẻ tới không tốt. Tâm trạng của thị trường thành phố Nam Tích Hạ Bá Đạt cũng đồng dạng rất bị dày vò, y vốn tưởng rằng gần đây từ quang nhiên không may, mình ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, rốt cục tìm được một cái cơ hội thích hợp tiến hành phản kích rồi, thế nhưng Lý Trường Vũ lại đột nhiên đến đây quấy rầy kế hoạch của y. Hạ Bá Đạt là một người giỏi về phân tích, từ lúc còn nhậm chức thư ký, Cố Duẫn cũng đều khẳng định tính lý trí của Hạ Bá Đạt, nhưng nếu như một người quá mức lý trí sẽ thiếu khuyết một chút, tại trên công tác thường thường sẽ biểu hiện ra thiếu tính chủ động. Hạ bá đạt nghe được tin Lý Trường Vũ tới đảm nhiệm phó thị trường thường vụ thì lập tức bắt tay vào làm phân tích tình hình chính trị hiện nay. Thời gian tới Nam Thích sẽ gặp phải cục diện đủ ba thế chân vạc, cực kỳ giống ngụy, thục, ngô trong tam quốc trí. Hạ bá đạt cho rằng thực lực của từ quang nhiên nhiều năm lăn lộn cũng không bình thường, y hẳn là ngụy quốc, mình kém hơn với từ quang nhiên, thế nhưng thực lực mạnh hơn Lý Trường Vũ, dù sao y cũng đã có căn cơ tại Nam Thích lâu như vậy. Miễn cưỡng tính là một ngô quốc đi, mà Lý Trường Vũ chỉ có thể là nước phụ thuộc, mình rút cuộc là liên hợp Lý Trường Vũ trình diễn ra màn liên minh kháng ngụy thời đại mới, hay là phải cùng từ quang nhiên hợp tác, cộng đồng đối phó với Lý Trường Vũ mới đến. Hạ bá đạt dùng hết khả năng suy nghĩ của y để đánh giá, hẳn là mọi việc của mình đều thuận lợi, Lý Trường Vũ đến có lẽ là một cơ hội để y có thể vừa cùng Lý Trường Vũ giao hảo, đồng thời vừa có thể xúi dục từ quang nhiên đối phó Lý Trường Vũ, để cho bọn họ tranh đấu đi, càng đấu đến đầu rơi máu chảy mới tốt, như thế dù thế nào cuối cùng không thể thiếu chỗ tốt cho mình. Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Hạ Bá đạt chủ động đến gặp Từ Quang Nhiên, mục đích của y chỉ có một là thử xem trong lòng Từ Quang Nhiên đến cuối cùng là nghĩ như thế nào. Lần này Hạ Bá đạt rất trực tiếp, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Từ Quang Nhiên là: "Bí thư Từ, ngài đã biết rồi đó, tỉnh đã quyết định cho đồng chí phó thị trưởng thường vụ thành phố Giang thành qua Nam Tích chúng ta đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy kiêm phó thị trưởng thường vụ." Từ quang nhiên nghe thấy rất rõ ràng, hạ bá đạt đem phó bí thư thành ủy phóng ở phía trước, đem phó thị trường thường vụ đặt ở phía sau, tên hạ bá đạt này rất thận trọng, làm mỗi một việc gì đều phải trải qua suy nghĩ chặt chẽ, cho nên lời y nói rất ít có chỗ sơ hở. Tại trong ấn tượng của hắn, hạ bá đạt rất ít khi chủ động qua viếng thăm mình, mục đích ngày hôm nay đến đây rất rõ ràng, y cũng là nghe được chuyện của lý trường vũ nên ngồi không yên. Từ quang nhiên mỉm cười nói, nghe qua rồi tôi cũng không nghĩ tới là hắn tới đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường vụ. Hạ bá đạt nói, không biết là lần này tỉnh suy nghĩ ra sao lại quyết định như thế. Từ quang nhiên không nói gì, hai tay loay hoay tại trên gà tàn thuốc lá bằng thủy tinh trên bàn, y đang chờ đợi, đợi hạ bá đạt tiến thêm một bước bại lộ ra dụng ý cùng mục đích của ông ta. Hạ bá đạt cười cười nói, tôi nghe nói Trương Dương là con nuôi của Lý Trường Vũ, xem ra lần này khi đồng chí Trường Vũ qua, cậu ta hẳn là là người vui nhất. Qua những lời này, Hạ Bá đặt hướng từ Quang Nhiên truyền lại hai tin tức. Thứ nhất là Lý Trường Vũ đi tới Nam Tích khẳng định sẽ nhận được sự phối hợp của Trương Dương. Thứ hai, Lý Trường Vũ đi tới Nam Tích, y cũng không vui. Từ Quang Nhiên thở dài, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngả về Tây. Sắc bạc thâm trầm đang từng chút một cắn nuốt sáng hồng hồng của mặt trời chiều. Từ Quang Nhiên bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ cổ, mặt trời chiều vô cùng tốt, chỉ là gần hoàng hôn, lẽ nào nói con đường làm quan của mình không ngừng ảm đạm đi sao từ quang nhiên nói kỳ thực tôi cũng thật sự cao hứng hạ bá đạt đúng là vẫn không che giấu được ngạc nhiên trong ánh mắt dưới cái nhìn của y từ quang nhiên vốn nên phải phiền muộn hơn so với mình mới đúng nhưng từ quang nhiên lại khăng khăng nói tôi thật sự cao hứng khi đồng chí trường vũ có thể đến nam tích từ trước tới giờ quy điền hạo nhị tại trên mặt công trình đều là đã tốt rồi còn muốn tốt hơn hắn đi tới nam thích chỉ bất quá mới một ngày mà cũng đã chỉ ra được từ trong sân thể dục chính tới ba chỗ không phù hợp với quy định một chỗ có liên quan tới vật liệu thi công hai chỗ khác có liên quan tới công nghệ thi công cũng may bây giờ vẫn còn có thể sửa chữa quy điền hạo nhị lúc này đưa ra phương án chỉnh đốn và sửa đổi trương dương đưa cho phía kiến trúc của công ty xây dựng thế kỷ mới hắn lười không nói nhiều chỉ là nhấn mạnh lập tức chỉnh đốn và sửa đổi lại cho tôi tôi sẽ đi nghiệm thu một vòng nữa nếu thật sự không đủ tiêu chuẩn anh hãy mang toàn bộ công nhân của mình rời đi cho tôi. Đổi thành quá khứ, Lý Trường Phong có thể còn có thể cùng Trương Dương tranh luận vài câu, nhưng hiện tại y không dám, cậu út từ quang lợi của y còn chưa thấy thả ra, lòng người của công ty xây dựng thế kỷ mới từ trên xuống dưới đều hoảng sơ, cậu cả không chịu đứng ra, Lý Trường Phong hai ngày này đã bị các chuyện ùn ùn làm cho sứt đầu mẻ chán, từ lâu mất đi vốn để Trương Dương tranh cãi, bất quá làm trò gặp đầu chấp nhận trước Trương Dương, chờ Trương Dương đi rồi y lập tức gọi điện thoại cho cậu cả. Tuy rằng biết cú điện thoại này 89 phần 10 sẽ bị cậu cả quát mắng, nhưng y không nói không được. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Trường Phong, khi Từ Quang Nhiên nhận được điện thoại thì chửi như tát nước vào mặt y, Từ Quang Nhiên giận dữ cũng là rất bình thường, gần đây chuyện phiền lòng của hắn đã quá nhiều, cháu ngoại trai hết lần này tới lần khác lại trong thời gian này làm cho hắn một ngạt, Từ Quang Nhiên nói Trương Dương bắt kiểm tra vấn đề an toàn chất lượng là không sai nếu chất lượng công trình chúng mày có chuyện thì phải lập tức chỉnh sửa lại bây giờ không thay đổi đợi đến sau này xảy ra vấn đề lúc đó thì không còn cơ hội sửa chữa nữa không may nữa thì phải gánh chịu trách nhiệm hình sự chuyện về sân thể dục đông giang mày còn chưa biết sao tao đã sớm nói với chúng mày không nên ý tao là bí thư thành ủy thì chúng mày có thể thả lỏng yêu cầu đối với mình càng là như thế càng phải để ý làm hơn so với người khác càng phải yêu cầu mình nghiêm ngặt hơn so với bất luận kẻ nào nhưng chúng mày trái lại làm tốt lắm Mày nhìn đi, chuyện gì cũng bảo tới tao, làm cho tao không biết xấu hổ đi đối mặt với những người khác." Lý Trường Phong nghe cậu cả mắng xong, mới vừa nói, "Cậu cả, cháu không phản đối việc hắn bắt kiểm tra an toàn chất lượng, thế nhưng trước đây hắn đã cho các ban kiểm tra liên quan nhiều lần kiểm tra qua công trình của chúng ta, lần này móc ra vấn đề, trong quá khứ đều là đi qua, cũng không biết hắn mời tới từ nơi này được một người Nhật Bản, từ sau khi gã Nhật Bản này tới, liền làm cho cái tiêu chuẩn quốc tế trong quá khứ cũng không đúng nữa." lẽ nào ban giám sát người Trung Quốc chúng ta còn không bằng một câu nói của quỷ lùn sao? Từ quang nhiên không nhịn được nói, thời gian mày kể khổ với tao còn không bằng đi suy nghĩ phải chỉnh đốn và sửa chữa như thế nào đi, tao nói cho mày biết, sân thể dục chính quyết không thể để xảy ra bất cứ cái sai lầm gì, bằng không tao tuyệt sẽ không bỏ qua cho mày. Lý Trường Phong nói cậu, thằng nhãi Trương Dương này vẫn đều nhầm vào cháu, vì sao lần này hắn chỉ kiểm tra chúng ta? người nhận thầu xây dựng trung tâm thể dục mới cũng không phải chỉ có một mình chúng ta. Từ quang nhiên nói, đừng để ý tới người khác thế nào, phải xử lý tốt chuyện của mình trước đã, được rồi, tao còn có việc. Cậu, Lý Trường phong hướng về phía điện thoại kêu lên vài tiếng, nhưng bên kia đã là một chuỗi tiếng vang bíp bíp, Lý Trường Phong cảm thấy rất ủy khuất, loại ủy khuất lại phải đi tới một chỗ riêng để nói, có lẽ là y chỉ có thể dựa theo phương án chỉnh đốn và sửa chữa của quy điền hạo nhị đưa ra mà tiến hành chỉnh sửa thôi kỳ thực Lý Trường Phong mắng oan cho Trương Dương, Trương Dương cũng không phải chỉ nhằm vào công ty xây dựng thế kỷ mới bọn họ, tất cả các hạng mục thuộc trung tâm thể dục mới đều được nằm trong phạm vi kiểm tra của Quy Điền Hạo Nhi. Tuy rằng Phong Dụ là công ty lớn, vẫn bị Quy Điền Hạo Nhi tìm ra vấn đề, phong cách làm việc của Trương Dương cũng rất thẳng thắn, bên này tra ra vấn đề, lập tức gửi xuống thư yêu cầu chỉnh đốn và sửa đổi. Tuy Lương Thành Long là bạn thân của hắn, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Lương Thành Long cũng rất không hiểu, Kỳ thực hắn đã làm rất nghiêm ngặt đối với chất lượng. Dựa theo tiêu chuẩn quốc gia thì không có vấn đề gì. Hắn tức giận đi tìm quy điền lý Luật. Quy điền Hạo nhị trả lời rất đơn giản: tiêu chuẩn không có khả năng không thay đổi. Trung quốc các ông không phải có chuyện cũ mỏ trang đáy nước sao? Dùng tiêu chuẩn cũ để so sánh là không khoa học. Tiêu chuẩn kiểm tra của ngành xây dựng thế giới hiện tại biến chuyển theo từng ngày. là một người kinh doanh xây dựng phải bắt kịp được thời đại, nếu không cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Lương Thành Long nói nơi này là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản các ông, chúng tôi là có chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc của Trung Quốc. Quy Điền Hạo Nhị phản vấn lại hắn nói, người Trung Quốc, người Nhật Bản hay người châu Âu, người châu Phi, tất cả đều là người, là người thì phải ăn, không có khả năng bởi vì các ông làm cái chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc gì mà lại không cần ăn. Lương Thành Long nói, ông nói cái gì? Tôi nói theo tiêu chuẩn xây dựng thì chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn quốc gia, vì sao ông lại dùng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chúng tôi? Quy Điền Hạo Nhị nói tiêu chuẩn quốc gia nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn quốc tế thì sẽ dựa theo tiêu chuẩn quốc gia nhưng tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn quốc gia sẽ dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. đây là lời chủ nhiệm trương đặc biệt dặn dò tôi nếu như ông có cái gì không hiểu ông hẳn là đi tìm chủ nhiệm trương mà không phải tìm tôi. Lương Thành Long cùng Quy Điền Hạo Nhị trò chuyện không ra cái đầu mối gì hắn thở phì phì đi tìm Trương Dương. Trương Dương đang ở mở hội động viên ở Ủy ban Thể dục Thể thao, tuy rằng Ủy ban Thể dục Thể thao chỉ có một ít nhân viên công tác, lúc rời đi không gặp phải cái cưỡng chế gì, nhưng người ta đã làm việc ở chỗ này nhiều năm như vậy, chợt rời đi thì thật là có chút luyến tiếc. Trên hội nghị Trương Dương đặc biệt đem kế hoạch ký túc xá của Ủy ban Thể dục Thể thao cho mọi người xem, biểu thị là đợi đến khi trung tâm thể dục mới xây dựng xong, Ủy ban Thể dục Thể thao bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên vào ở trung tâm thể dục mới, ký túc xá của Ủy ban Thể dục Thể thao càng thêm hiện đại hóa, hoàn cảnh càng thêm yêu nhã. Hội nghị lần này không diễn ra quá lâu, dụng ý chân chính đã sớm báo trước, làm cho tất cả mọi người có một sự chuẩn bị, tranh thủ chuyển sang chỗ mới trong năm. Ủy ban Thể dục Thể thao phải dọn nhà, người không muốn nhất tất nhiên là từ Hoành Yến, y khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, hiện tại lại đấu thầu khối đất Ủy ban Thể dục Thể thao cùng sân Thể dục cũ. Y vốn trông cậy vào làm tốt quan hệ cùng Trương Dương, tranh thủ hẹn 3 năm, bây giờ chuyện hẹn khẳng định thất bại. Ngày hôm nay y làm khách mời, cũng dự thính hội nghị lần này của Ủy ban Thể dục Thể thao. Lúc hội nghị kết thúc, Từ Hoành Yến đuổi theo Trương Dương nói với hắn hai câu, Trương Dương liền thấy được Lương Thành Long đứng ở trên sân thượng, hắn hướng Từ Hoành Yến nói, quản lý từ, có thời gian thì chúng ta lại trò chuyện, tôi có việc gặp bạn. Từ Hoành Yến gật đầu, hướng Lương Thành Long gật đầu bắt chuyện một cái, thức thời rời đi trương dương cười tủm tỉm hướng về phía lương thành long nói anh không ở công trường mà tới ủy ban thể dục thể thao làm cái gì lương thành long nói vì chuyện kiểm tra chất lượng an toàn kiểm tra trương dương chỉ chỉ vào phòng làm việc của mình nói chúng ta đi vào bàn lại lương thành long nói đứng ở chỗ này nói đi tôi sắp bị tức đến phát điên rồi trương dương cười nói ông chủ lương anh có thể chống thuyền trong bụng rộng lượng ai lại có thể làm cho anh tức thành như vậy chứ Lương Thành Long nói, cũng là do tên quỷ lùn anh tìm tới kia. Trương Dương đem Lương Thành Long kéo đến bên trong phòng làm việc, vui tươi hớn hở nói, anh đừng nói quỷ ngắn quỷ dài, Tiến sĩ Quy là cao nhân mà tôi đặc biệt mời tới, người ta để ý giám sát mặt thi công tới tiêu chuẩn hạng nhất, trước đây sân bay mới Giang Thành chính là được làm như thế. Trương Dương trước đây khi đang làm hạng mục sân bay mới Giang Thành, Lương Thành Long đã đi tìm hắn, cũng đã cùng Quy Điền Hạo nhị đối mặt qua có điều là bởi vì không có lui tới trên mặt nghiệp vụ, hắn cũng không biết quy điền hạo nhị hà khắc đến loại tình trạng này, mà hà khắc trong mắt của y, tại trong mắt Trương Dương xem ra là chăm chú, là một chút cũng không để sót. Lương Thành Long nói, chúng ta đều nói trên hợp đồng rồi, tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng là y theo tiêu chuẩn quốc gia, hắn lại yêu cầu tôi dựa theo tiêu chuẩn mới nhất của quốc tế tới làm, Trương Dương, anh thuê tên nhật này tới đập bãi của bản thân sao? Trương Dương nói, anh hiểu nhầm cái gì thế? Cái gì gọi là đập bãi? Trước đây khi xây dựng sân bay mới Giang Thành, quy điển chính là nổi danh chuyên chú, tôi cũng là thích hắn ở điểm này, cho nên mới dùng lương cao mời hắn tới. Thành Long, tôi không hiểu việc thương mại, nhưng mà một cái công ty nếu còn muốn tiến xa hơn, muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải yêu cầu mình thật nghiêm túc, không phải thường nói là chi tiết quyết định thành bại sao? Yêu cầu đối với mình nghiêm ngặt một chút khẳng định sẽ không có chỗ hại gì. Lương Thành Long thở dài nói, đây căn bản là vạch lá tìm sâu. Trương Dương, phong dụ chúng tôi tại Bình Hải cũng được tính đến là công ty lớn, không cần các anh kiểm tra, bên trong công ty chúng tôi tự kiểm tra chất lượng cũng đã rất nghiêm ngặt rồi. Hơn nữa, lần này là làm việc cho anh, chỉ bằng giao tình của hai ta, tôi làm sao cũng sẽ không hại anh, làm cho anh mất mặt có đúng hay không. Trương Dương nói, tôi nói anh có thể đừng đem công tác cùng tình cảm nói nhập làm một được chứ. Lần này tôi thật sự không phải cố ý nhằm vào anh, anh cũng đã biết chuyện về chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Huệ Kính Dân rồi, bởi vì hắn lôi từ quang lợi dính dáng vào, bây giờ công ty xây dựng thế kỷ mới đã sắp xây xong sân thể dục chính, nếu trên mặt chất lượng có cái vấn đề gì, gặp chuyện không may sẽ không chỉ là họ, anh hẳn là hiểu rõ hơn so với tôi. Lương Thành Long không nói gì, chuyện sân thể dục Đông Giang trước đây đến bây giờ vẫn là ký ức còn mới mẻ đối với hắn, hắn thiếu chút nữa mất tất cả tiền đồ sự nghiệp bởi vì chuyện đó. Trương Dương nói: "Tôi ở trên tại vị trí này chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao này, đảm đương trọng trách xây dựng công trình trung tâm thể dục mới, sẽ vì trung tâm thể dục mới mà phụ trách, loại thời gian này tôi không thể không thận trọng. Tôi cho Quy Điền Hạo nhị tới vốn là muốn trọng điểm kiểm tra ra vấn đề của sân thể dục chính, nếu như hắn tới, tiện thể cũng giúp các anh kiểm tra chất lượng một lần. Thành Long, anh vẫn còn không phục sao? Quy Điền chính là người trong nghề, người ta đích xác có bản lĩnh." anh đừng vô sỉ nói với tôi là cái tiêu chuẩn gì trong nước khác với tiêu chuẩn nước ngoài, trên công tác, chúng ta không nói chuyện giao tình, bây giờ tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn quốc tế mà làm, anh nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc anh có nguyện ý phối hợp với tôi hay không. Trương Dương đã nói đến loại tình trạng này, Lương Thành Long đương nhiên không tiện nói giao hảo gì nữa, hắn thở dài nói tôi sẽ không chấp nhặt cùng quỷ luôn. Trương Dương cười nói, thế mới là bản thân chứ, anh vừa nói tập đoàn phong dụ các anh mạnh mẽ ra sao mà, trong ngành xây dựng đủ châu bò đi, Quy Điền nghiêm ngặt kiểm tra bọn họ, bọn Lý Trường Phong cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao. Thành Long à, chúng ta nên cùng cầu tiến, anh nói Quy Điền là quỷ tử, vậy đừng làm cho người ta lấy ra lỗi, làm công trình của mình cho tốt, làm cho người ta tâm phục khẩu phục, vậy mới là một hán tử, là một người đàn ông. Lương Thành Long nói, nói như thế nào đều là ý của anh, tôi nói không lại anh, được. Tôi sửa, tôi dựa theo yêu cầu của hắn đi chỉnh đốn và sửa lại, sau đó nghiêm túc kiểm tra theo tiêu chuẩn cao cuối cùng tôi dựa theo tiêu chuẩn quốc tế được rồi chứ trương dương nói tôi nói anh đây cũng không phải làm việc cho tôi đừng làm như thể tôi nợ anh nhiều nhân tình như vậy lương thành long nở nụ cười tôi nợ anh nhân tình chủ nhiệm trương bạn thân mời ăn bữa tối chẳng hay ngài có thời gian hay không trương dương nói ăn sao tốt có điều là tôi chuẩn bị mở tiệc tẩy trần cho quy điền dứt khoát đem hai cái xuyên làm một tất cả đều để anh tới mời khách đi lương thành long cười khổ nói anh chế nhạo tôi à quỷ tử ra cho tôi vấn đề khó làm cho tôi tốn nhiều vật lực nhân lực kết quả là còn bảo tôi mời hắn đi ăn nói thật tôi thật sự có chút không cam lòng cùng không muốn không có cách nào ai ai bảo chúng ta là bạn thân chứ như vậy đi đi tới khách sạn quốc tế nam dương đi gần đây bọn họ thử kinh doanh nhà hàng đẳng cấp cũng không tệ lắm lương thành long ra tay vẫn đều là khoản rất lớn trương dương nói hay là ăn tại nhà khách chúng tôi đi sắp sửa rời đi, sau đó dù muốn ăn một miếng cũng không được nữa. Hai người một trước một sau đi ra phòng làm việc, Trương Dương vừa khóa cửa xong, chợt nghe thấy một thanh âm mừng rỡ nói tôi đã nói là anh mà. Trương Dương xoay người lại, từ trong thanh âm hắn đã nghe ra được, người tới là tên mắt cận cao liêm minh, thằng nhãi này lúc tại Đông Giang đã nói sẽ tới nơi này làm cố vấn pháp luật. Nhưng Trương Dương trở về nhiều ngày như vậy chưa từng thấy hắn qua báo danh, Thường Hải Tâm còn chờ hắn hỗ trợ mời cao thủ vi tính gì đó. Hai ngày này không ít lần thúc giục Trương Dương, bởi vì Trương Dương bận rộn nhiều chuyện, cũng không chú ý gọi điện thoại cho Cao Liêm Minh, bây giờ cuối cùng hắn cũng tự tới. Bên cạnh Cao Liêm Minh là một cô gái thon gầy, khuôn mặt rất trắng, nhưng trên mũi lại có không ít tàn nhang, đeo kính gọng đen mắt tròn, lớn lên cũng không tính là đẹp, nhưng thoạt nhìn dịu dàng, ở dưới cái nhìn của Trương Đại Quan Nhân, chỉ cần là người đeo kính mắt rất điềm đạm nho nhã, đương nhiên Cao Liêm Minh là một ngoại lệ, càng tiếp xúc với hắn càng lâu, càng phát hiện ra tên Cao Liêm Minh này vô cùng thích tham gia góp vui, chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, là loại hiếm có trong số những kẻ đeo kính nhã nhận. Trương Dương chỉ thiếu điều gọi hắn là đồ nhã nhận bại hoại. Lương Thành Long cũng quen biết với Cao Liêm Minh, cười nói, Liêm Minh à, cậu đem người này tới làm gì? Không phải nói cậu phải về nước Mỹ làm đại luật sư sao? Cao Liêm Minh cười nói, tôi yêu nước, tôi phải đền đáp tổ quốc, hợp Trung quốc Hoa Kỳ là một chỗ nguy hiểm, tôi sợ nếu lại nán lại nữa, tôi sẽ bị bọn họ làm cho diễn biến hòa bình mất. Mấy người đều bật cười. Cao Liêm Minh giới thiệu cô gái bên người của hắn cho Trương Dương, Trương Dương, đây là bạn học cũ của tôi, đường đường, nàng đang du học ở nước Mỹ, nhân dịp Tết âm lịch về nước thăm người thân, tôi khuyên can mãi mới mời được qua, giúp anh về mặt công nghệ thông tin. Trương Dương nhìn cô gái gầy gò, hắn cũng không nhìn mặt mà bắt hình rong, tuy rằng gã cao liêm minh này nói rất nhiều, nhưng vẫn có thể nói là có khuôn phép, nếu hắn đề cử cô gái này có lẽ là sẽ không tồi. Trương Dương cười cười, hướng đường đường gật đầu nói, chào cô đường, cảm ơn cô đã đi tới Nam Tích trợ giúp chúng tôi, như vậy đi, tối nay tôi sắp xếp cho các bạn ở lại nhà khách, còn chuyện cụ thể thì chúng ta ăn cơm tối xong bàn tiếp. Đường đường gật đầu, mỉm cười nói, thời gian của tôi không nhiều lắm, tối đa chỉ ở lại chỗ này một tuần, tôi nghĩ trong tối nay sẽ tìm hiểu các suy nghĩ cụ thể trong ban thông tin các anh. Trương Dương bảo Phó Trường Trinh đi qua, mang theo hai người cao liêm minh cùng đường đường đi tới nhà khách an bài trước, hắn lại gọi điện thoại cho Thường Hải Tâm, nói cho nàng biết cao liêm minh đã mang vị cao thủ máy tính kia tới. Bảo thường hải tâm buổi tối qua ăn, thuận tiện để cho người ta gặp mặt. Trương Dương sắp xếp xong việc này rồi cúp điện thoại, phát hiện Lương Thành Long đang đứng ở một bên nhìn mình với cái nhìn là lạ, trương dương không khỏi cười nói vì sao lại nhìn tôi như thế lương thành long nói ao cũng nói thương nhân chúng tôi là không gian không phải là thương nhân tôi chợt bỗng nhiên phát hiện anh còn gian hơn so với tôi không ngờ tối nay tôi phải giúp anh mời nhiều khách như thế quỷ từ tôi phải mời cao liêm minh tôi cũng phải mời người như anh mà không thăng quan thì là lão trời già đuôi mù anh sẽ làm cho cho quốc gia có thêm nhiều tiền trương dương nói tiền của quốc gia chúng ta có thể chia ra liền chia ra kỳ thực anh cũng không thiệt anh mời ăn, anh được thêm nhân tình, tỏ ra là lương thành long anh rất trượng nghĩa, hào hiệp đó chứ. Có thể là cảm thấy nhà khách không còn giữ được mấy ngày nữa, Từ Hoành Yến rõ ràng không để ý tới kinh doanh ở đây, mùi vị cơm nước rất xuống mấy cấp so với quá khứ, Lương Thành Long tức giận đến nỗi gọi Từ Hoành Yến kêu lên, mắng y một trận trước mặt mọi người, Từ Hoành Yến vừa xin lỗi vừa cúi mình, tự mình đi tới phòng bếp trông chừng mấy người làm món ăn ngon hơn lương thành long nói với trương dương nói thấy chưa đây là thực tế từ hoành yến cảm thấy mình không cách nào làm tiếp ở đây nữa thì lập tức khác với quá khứ anh không còn hỗ trợ người ta người ta không cần phải để ý tới anh nữa trương dương nói anh cho là người khác đều thực tế giống như anh sao lương thành long nói chỗ tốt nhất của phát triển cải cách chính là làm cho người trong nước hiểu rõ ràng cái gì gọi là thực tế quy điền hạo nhị hiếu kỳ hỏi thực tế trong mắt người trung quốc các ông là cái gì Lương Thành Long nở nụ cười, tôi nói sao một người Nhật Bản như ông lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện Trung Quốc như thế chứ? Tôi rát buồn bực đó, ông nói ông nhàn rỗi không có việc gì vì sao không quay về Nhật Bản mà kính dâng sức mạnh của ông, xây dựng đóng góp thêm một vài viên gạch cho tổ quốc của ông đi, sao ông lại ở lại Trung Quốc phí sức cho chúng tôi thế? Quy Điền Hạo Nhị nói, tôi thích văn hóa Trung Quốc, dự định trong hai năm tới sẽ đi nghiên cứu kiến trúc cổ đại của Trung Quốc. Lương Thành Long nói, định đem văn hóa Trung Quốc chúng tôi trộm đến Nhật Bản các ông sao? Quy Điền Hạo Nhị nói, đó không phải trộm, là tham khảo. Tôi phát hiện lòng đề phòng của người Trung Quốc các ông quá nặng, còn thích ôm tổ tông gì đó không buông, nếu một quốc gia, một dân tộc còn muốn chạy lên trên con đường phát triển cao, nhất định phải nghĩ tới hấp thu kinh nghiệm xây dựng của các quốc gia tiên tiến khác, cứ bảo thủ là không được, hiện nay thế giới chuyển biến tới từng ngày, các ông phải đuổi theo kịp thời đại này, phải nhìn ưu điểm của các quốc gia khác, mà không phải là đóng kín cửa, xa rời thực tế. Cao Liêm Minh cười nói, tiến sĩ Quy có lý nhưng khổng phu tử có nói, ba người đi tất có thầy tớ, quốc gia cũng là như thế, thời đại của chúng ta hiện nay phải làm là lấy kế xưa dùng nay, dùng cái có ích, chỉ có như vậy mới có thể đuổi kịp bước chân phát triển của thế giới. Thường Hải Tâm nói, học tập là chính xác, nhưng mà phải có lựa chọn khi hấp thu học tập, dù sao thế chế của quốc gia khác nhau, tình hình trong nước khác nhau thì con đứa ông phát triển cũng không giống nhau, nếu như cứng nhắc, trái lại có thể sẽ sai lầm vào lạc lối. Trương Dương vui vẻ, tôi nói các vị này, đêm nay chúng ta chỉ nói chuyện tình bạn không nói chuyện công tác, vất vả lắm mới thả lỏng được một chút, mọi người nên uống nhiều thêm hai chén mới đúng. Tới đi, chúng ta hoan nghênh luật sư cao cùng chị Đường đến đây. Tại dưới đề xuất của Trương Dương, tất cả mọi người hướng cao liêm minh cùng đường đường kính rượu, đường đường miễn cưỡng uống hai cốc bia, cũng đã không thắng sức bia, dưới sự trợ giúp của Thường Hải Tâm là người đầu tiên di về trước. Trương Dương thấy còn lại đều là đại lão gia, nói cũng tiện hơn một chút, hắn hướng về phía Cao Liêm Minh nâng chén lên, hai người cùng chạm một chén rượu, Trương Dương nói, Liêm Minh, lần này cậu tới Nam Tích, làm cố vấn pháp luật cho ủy ban thể dục thể thao chúng ta, nhất định phải kiên trì đến cùng, đại hội thể thao tỉnh một ngày chưa bế mạc thì ngày đó cậu cũng chưa thể đi. Cao Liêm Minh nói, anh cứ yên tâm, Lần này tôi tới chính là ôm mục đích luyện tập mà tới, cho nên tôi chưa bao giờ nói qua vấn đề tiền lương với anh. Trương Dương nói, không cần nói, cậu chưa có biên chế, mới vừa tới một tháng thử việc cầm lương học viên, chờ khi thử việc xong sẽ định tiền lương tiêu chuẩn cho cậu. Cao Liêm Minh nói, không nói tới đãi ngộ tiền lương, then chốt là làm cho lão gia tử của tôi biết, tôi có chuyện chính sự cần làm, nếu không ông ấy sẽ đuổi tôi quay về nước Mỹ. Lương Thành Long cười nói, Liêm Minh, Cậu đi theo hắn làm cố vấn pháp luật thì có tiền đồ gì, thẳng thắn tới công ty tôi đi, bên tôi vừa vặn thiếu một vị luật sư, về mặt đãi ngộ khẳng định hậu hĩnh hơn so với ủy ban thể dục thể thao nhiều lắm." Trương Dương nói, "Lương Thành Long, anh thật không trượng nghĩa, dám công nhiên đào góc tường của tôi." Lương Thành Long cười nói, "Tôi là cảm thấy đáng tiếc cho Liêm Minh, học tại nước Mỹ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới cầm được bằng luật sư, nhưng lại trở lại trong nước làm cố vấn pháp luật cho anh." Trương Dương nói: "Lương Thành Long, anh có ý tứ gì? Lẽ nào nhân tài như Liêm Minh tới chỗ tôi lại không được trọng dụng sao?" Cao Liêm Minh cười nói: "Không phải là không được trọng dụng, là vàng thì đến chỗ đều sẽ phát sáng, anh Lương, anh cũng đừng gấp, không công không nhận lộc, cho dù anh cho tôi một phần lương cao, tôi cũng không nhất định có thể đảm đương nổi, tôi làm cố vấn pháp luật tại Ủy ban thể dục thể thao cũng tốt. Được rồi, chủ nhiệm Trương, tôi còn chưa đề cập điều kiện với anh, tôi làm cố vấn pháp luật cho anh có phải vẫn có thể đơn độc tiếp nhận án khác chứ? Chỉ bằng vào chút tiền lương của các anh thật sự chưa đủ cho tôi ăn. Trương Dương nói có thể nhận án khác, thế nhưng phải trưng cầu ý kiến của tôi trước, buôn bán lời tiền cũng phải mời tôi ăn trước. Lương Thành Long uống rượu, lắc đầu nói Chu Lột Gia, Trương Dương a à, Trương Dương, anh là một tên Chu Lột Gia không hơn không kém. Hắn lại hướng về phía Quy Điền Hạo Nhị nói Tiến sĩ Quy, ông cũng đừng đi khảo sát cái kiến trúc cổ điển Trung Quốc gì trực tiếp tới công ty tôi đi, tôi cho ông làm một quản lý thiết kế, chủ chính vấn đề an toàn chất lượng, thế nào? Quy Điền Hạo Nhị lắc đầu nói, tập đoàn phong dụ các ông quá to, không dung nổi tôn đại Bồ Tát tôi đây. Một câu nói càng làm mọi người vui vẻ, không nghĩ tới Quy Điền lại thông hiểu đối với văn hóa Trung Quốc như vậy. Trương Dương cười nói, Lương Thành Long ơi Lương Thành Long, anh còn dám đào góc tường của tôi nữa, tôi sẽ thật sự liều mạng với anh đó. Chương 600, truyền dịch. Lương Thành Long chỉ nói vui mà thôi, tất nhiên hắn sẽ không thật lòng mời Quy Điền Hạo Nhị, tiêu phí lượng lớn tiền lương của tập đoàn hắn, dưới cái nhìn của Lương Thành Long, phí một số lượng tiền lớn như thế để đi mời một tên Nhật Bản chẳng đáng giá, trong tập đoàn của hắn cũng không thiếu người tài giỏi như thế, đồng dạng là nhân viên quản lý kỹ thuật thì tiền lương tuyển dụng trong nước rẻ hơn nhiều, cái mà thương nhân suy nghĩ đầu tiên tất nhiên là chi phí. Nói tới uống rượu thì Cao Liêm Minh, Lương Thành Long thêm cả Quy Điền Hạo Nhị cũng không phải đối thủ của Trương Dương, có điều là Trương Dương tối nay có chút không yên lòng, khoảng 7 giờ rưỡi đã sớm rời đi, nói có chuyện gấp phải rời khỏi trước. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Lương Thành Long tiến Trương Dương đến ngoài cửa, bản thân, cậu thật là không trượng nghĩa, mọi người là do cậu mời tới, sao cậu lại có thể đi trước? Trương Dương cười nói, tôi thật sự có chuyện, còn những người khách hôm nay tôi van anh chú ý dùm, tình bản thân chúng ta cách mạng hữu nghị dài vạn năm sau này tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh thật tốt lương thành long làm ra vẻ mặt cầu xin nói cậu bồi thường tôi như thế nào lại cho tên nhật bản kiểm tra an toàn chất lượng công trình của tôi sao trương dương nói sắp sửa đấu thầu rồi nghĩ lại khaon công trình của anh đi lương thành long bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của thằng nhãi này dần đi xa cảm thấy trương dương có biến đổi chính là càng ngày càng dối trá ngay cả chiêu giải khát trong mơ này cũng đều dùng với hắn. Cục diện chín đàn nam thích hiện nay đang hỗn loạn, khối đất còn chưa biết lúc nào mới có thể đấu thầu, cho dù bắt được thầu, khoản công trình này cũng rất khó làm tại trong khoảng thời gian ngắn. Sở dĩ Trương Dương đi gấp như thế cũng là có nguyên nhân, lúc hắn đang ăn thì nhận được một cú điện thoại của Tần Truyền Lương, Tần Thanh bị bệnh, đã bị bệnh 3 ngày nhưng vẫn sốt cao không giảm, bảo nàng đi bệnh viện nàng lại không đi, chỉ là tự mình uống chút thuốc, cũng không chuyển biến tốt, Càng làm cho Tần Truyền Lương đau lòng chính là Tần Thanh vẫn kiên trì đi làm mỗi ngày. Tần Truyền Lương vốn dự định sau hai ngày này sẽ trở lại Giang Thành, nhưng bởi vì con gái sinh bệnh lại ngừng lại. Bất luận ông ấy khuyên can con gái ở nhà nghỉ ngơi như thế nào nhưng Tần Thanh vẫn là không nghe. Tần Truyền Lương không biết làm sao chỉ có thể gọi điện thoại cho Trương Dương. Trương Dương vừa nghe Tần Thanh bị bệnh, tất nhiên không để ý tới chuyện của hắn, lập tức đi ô tô đi tới Lam Sơn. Tần Thanh không nghĩ tới Trương Dương sẽ tới muộn như thế, nàng có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn về Trương Dương ở ngoài cửa mà hầu như có chút không thể tin tưởng vào hai mắt của mình. Có điều là nàng lập tức liền đoán ra được có chuyện gì xảy ra, chuyển hướng cha mình nói, có phải ba gọi điện thoại cho Trương Dương hay? Nói còn chưa dứt lời, liền đã nổi lên cơn ho khan. Từ trong ánh mắt Trương Dương hiện ra vài phần quan tâm lo lắng, hắn nhẹ giọng nói, chú Tần nói chị bị bệnh rất nặng, cho nên tôi đi qua xem bệnh cho chị. Tần Truyền Lương nhiệt tình mời Trương Dương đi vào. Tần Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu hướng cha mình, biểu hiện ra tuy rằng hờn giận nhưng trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Trương Dương đều bận về các loại việc chính vụ, tuy rằng khoảng cách Nam Tích cùng Lam Sơn khá gần nhưng bọn họ lại ít có cơ hội gặp mặt. Tần Truyền Lương nói: "Trương Dương, cháu giúp tôi khuyên ngủ chị Thanh của cháu đi, nó bị bệnh nhiều ngày như vậy mà vẫn kiên trì đi làm việc, quả thực là tàn phá thân thể của mình mà." Tần truyền lương tương đối đau xót đối với đứa con gái này, tần thanh nói, ba, con không có chuyện gì ba lại gọi người. Chấm ngoặc kép, nàng lại bắt đầu ho khan. Trương Dương nói, chị Thanh, để tôi bắt mạch cho chị đi. Tần Thanh gật đầu, đi tới ngồi xuống ghế xa sao sao sao, đưa tay cổ tay xoay ngược lại, bình thản đặt tại trên bàn trà. Trương Dương ngồi xuống cạnh nàng, ngón giữa của tay phải dán trên cổ tay nõn nà của nàng, nhìn từ mạch tượng của Tần Thanh, không chỉ có cảm mạo đơn giản như vậy, mà là tu vi nội lực của Tần Thanh đối mặt với một lần đột phá. Trước đó Tần Thanh cũng từng gặp phải tình huống giống như vậy, Trương Dương dạy cho nàng bộ nội công tâm pháp này, kỳ thực cũng dạy cho Cố Giai Đồng, Hải Lan, có điều là các nàng đều không làm được lòng trong như nước giống như Tần Thanh. Tần Thanh thân là phó thị trưởng thành phố Lam Sơn, vốn hẳn là người bận rộn nhất, có điều là nàng cực kỳ chú tâm trên công tác, ngược lại là người có thể tính tâm dễ nhất, cho nên sau khi nàng cùng Trương Dương tu tập nội công, đã chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ. Cho nên Tu Vi Nội Lực đã là người cao nhất trong chư nữ. Ở trước mặt Tần Truyền Lương, Trương Dương tất nhiên không thể nói bệnh này của Tần Thanh rốt cuộc là do nguyên nhân gì, hắn nhíu nhíu đầu mày. Tần Truyền Lương thấy vẻ mặt của hắn, không khỏi kinh hoàng nói, "Trương Dương, thế nào? Bệnh của Tiểu Thanh có nặng lắm không?" Trương Dương nói, là cảm mạo, có điều là rất nặng, phải tới bệnh viện xem. Tần Truyền Lương nói, "Tôi đã nói phải sớm tới bệnh viện mà." Ông ta chuẩn bị đi thay quần áo theo cùng nhau đi qua thì Tần Thanh lại nói, ba, đã chế thế này rồi, ba đừng đi, để cho Trương Dương đưa con qua là được rồi, chờ xem bệnh xong, lại bảo cậu ấy đưa con trở về. Tần Truyền Lương nghe thấy con gái nói như vậy, gật đầu, bản thân ông ta cũng rất yên tâm đối với Trương Dương, căn dặn nói, đợi tới bệnh viện thì gọi điện thoại về, xem bác sĩ nói như thế nào. Tần Truyền Lương lấy áo ba đờ suy của Tần Thanh tới cho nàng mặc, Tháng đến khi nhìn theo bóng Trương Dương mang theo Tần Thanh trên ô tô đi xa, lúc này mới đóng cửa phòng lại. Ô tô đi ra khỏi khu nhà gia thuộc thành ủy, Tần Thanh nghiêng người, đầu gối lên vai của Trương Dương, nhẹ nhàng nói, anh thật hư, vì sao lại gạt cha tôi? Trương Dương nói, tôi gạt ông ấy lúc nào chứ? Tần Thanh nói, bệnh gì mà anh không xem được chứ? Vì sao nói phải đi bệnh viện? Trương Dương nở nụ cười lộ ra một hàm răng trắng toát mà chỉnh tề, trong đêm đen lóe sáng giống như vỏ sò, tôi cũng chưa nói không cho chú Tần cùng đi, rõ ràng là chị không cho ông ấy đi theo, hẳn là chị dụng tâm kín đáo mới đúng. Tần Thanh bị hắn nói trúng, mặt không khỏi nóng lên, vốn định cãi cọ hai câu, nhưng mà vừa định nói thì lại ho khan kịch liệt lên. Trương Dương dùng tay trái lái xe, tay phải đau xót vỗ nhẹ lưng đẹp của Tần Thanh, Tần Thanh vất vả lắm mới ngừng được ho khan, thở dốc nói: "Có lẽ là tôi thật sự phải đi bệnh viện." Phía trước chính là bệnh viện nhân dân số 1 của thành phố Lam Sơn, Trương Dương đi tới trước cửa lớn cũng không dừng lại, mà là tiếp tục chạy tới về phía trước. Tần Thanh vô lực tựa trên bờ vai của hắn, "Tôi có thể truyền nhiễm cảm mạo cho anh hay không?" Trương Dương mỉm cười nói, "Vì sao không hỏi tôi muốn dẫn chị đi đâu?" Tần Thanh nhắm lại đôi mắt đẹp, không muốn hỏi, anh nguyện ý mang tôi đi đâu liền đi tới nơi đó. Tần Thanh bỗng nhiên nghĩ, nếu như Trương Dương bây giờ mang theo mình lưu lạc chân trời, mình có thể cùng đi với hắn hay không? Đáp án hiển nhiên là khẳng định, trước mặt người khác thì nàng là một vị phó thị trưởng lãnh tĩnh mà cơ chí, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thành tích làm chẳng biết bao nhiêu người đố kỵ cùng ước ao, nhưng mà ở trong lòng của Tần Thanh không có gì quan trọng hơn so với Trương Dương. Ô tô đi tới Kiều Sơn ở ngoại thành phía tây của Lam Sơn, Trương Dương phóng dọc theo đường núi lên tới đỉnh núi, dừng xe lại trên chỗ đất bằng tại trên đỉnh núi, rồi mời nàng mở đôi mắt đẹp ra, lúc này nàng mới ý thức được trương dương đem mình đưa đến chỗ nào nhẹ nhàng nói nửa đêm đến nơi đây làm cái gì trương dương cười cười lấy ra một cái ấm nước từ bên trong xe uống một ngụm chỗ này yên tĩnh tần thanh mở cửa xe ra gió núi thổi tới trước mặt nàng không khỏi dùng mình một cái lập tức khóa chặt áo ba đờ suy tuy rằng kiều sơn không cao nhưng mà đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh đêm khuya người vắng của lam sơn không ai chạy đến chỗ này lên trên ngọn núi giữa đêm như vậy Trương Dương cùng Tần Thanh đi tiếp, hắn mở cánh tay ra đem cả người Tần Thanh ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho nàng, thấp giọng nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không ai quấy rầy chúng ta. Tần Thanh xoay qua, Trương Dương cúi đầu muốn ăn nàng nhưng Tần Thanh nói, không, sẽ lây truyền cảm mạo cho anh. Trương Đại Quan Nhân mặc kệ những thứ đó, bắt được đôi môi anh đào tươi mọng của Tần Thanh, cố sức uống một ngụm, nhưng lúc này điện thoại di động của Tần Thanh vang lên, Trương Dương đành phải buông Tần Thanh ra. Tần Thanh lấy ra điện thoại di động, thấy điện thoại là từ nhà gọi tới, thẻ lưỡi, bộ dạng xinh đẹp khả ái giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cũng là do cha lo lắng nàng có việc, gọi điện thoại qua hỏi tình huống của nàng. Tần Thanh nhẹ giọng nói: "Ba, Trương Dương vừa cùng con gặp bác sĩ, bác sĩ nói phải truyền dịch, ba ngủ trước đi, tôi phải truyền hai bình nước, có lẽ phải 2, 3 giờ nữa mới có thể trở lại." Cúp điện thoại, phát hiện Trương Dương đang nhìn mình với biểu tình cổ quái, mặt Tần Thanh đỏ lên sẵn giọng đều là do anh làm hại tôi phải nói dối với cha trương dương cười nói không phải nói dối chúng ta đi ra là vì truyền dịch mặt cười có lẽ chúng ta nắm chặt thời gian truyền dịch cho chị đừng để cho chú ấy đợi lâu tần thanh đỏ mặt nện một quyền vào miệng hắn lưu manh việc đứng đắn nói đến trong miệng anh liền biến chất rồi trương dương mỉm cười nói vậy chúng ta hãy vừa truyền dịch vừa nói tần thanh nói tôi còn đang cảm mạo đó anh không muốn bệnh tình của tôi tăng lên chứ?" Trương Dương nói, "Có rất nhiều loại phương thức chữa bệnh, bệnh của chị chỉ có tôi mới có thể chữa cho tốt." Tần Thanh lúc đầu còn có chút oán trách, cho rằng Trương Dương tại lúc này mà vẫn đang nghĩ tới chuyện nam nữ hoàn hảo, cũng không biết thương hương tiếc ngọc chút nào, nhưng mà nàng lại không đành lòng cự tuyệt Trương Dương, hai người dây dưa cùng một chỗ trong xe, Tần Thanh nói, "Nếu như bị tôi truyền nhiễm bị cảm, đừng trách tôi đó." Trương Dương cười nói, vấn đề chủ yếu của chị không phải ở cảm mạo, mà là nội lực đối mặt với việc đột phá, tôi giúp chị. Tần Thanh cảm giác được bàn tay của thằng nhãi này đã bắt đầu cởi quần áo của mình, mặt nóng lên nói, loại chuyện này cũng có liên quan với tu luyện nội công. Trương Dương nói, quá khứ tôi cho rằng không có quan hệ gì, nhưng gần đây phát hiện võ công chân chính đạt được mức đại thành, đây là một cái lối tắt. Trương đại quan nhân cũng không phải nói vui đùa, hắn chiếm được một quyển Đông cung đồ từ chỗ Lý Tín Nghĩa sau khi hắn trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, phát hiện trong đó ẩn chứa một bộ nội công âm dương song tu. Tần Thanh nói, tôi không tin. Trương Dương bật đèn, từ trong hốc tay vịn đem quyển đông cung đồ kia ra, đưa ra cho Tần Thanh xem. Tần Thanh nhìn tấm đông cung đồ, trên mặt bức tranh là hai người nam nữ lõa lổ, hai mắt mới vừa nhìn mặt liền đỏ lên, nàng xấu hổ không nhịn được nói anh đúng là tên mặt dày, làm sao lại thu thập mấy thứ này. Tôi sẽ báo cảnh sát, bắt anh lại vì tội phát tán đồ đồi trụy trương dương nói thứ này không bình thường như vậy chị nhìn kỹ xem trên người trong tranh này có tư liệu tập luyện kinh mạch chính là một bộ nội công tâm pháp âm dương song tu chị ngẫm lại là lực lượng một người lớn hay là lực lượng hai người lớn hơn dựa theo phương pháp này tập luyện có thể đi qua phương thức âm dương giao hợp làm cho kinh mạch của hai người được đả thông khi tu luyện cũng có thể đạt được hiệu quả làm ít ăn nhiều tần thanh có chút không thể tin tưởng nói thực sự thần kỳ như thế Trương Dương nói, tôi vừa nắm được một chút phương pháp rõ ràng, có điều là còn chưa luyện tập qua. Tần Thanh Xì nói, tôi không tin. Trương Dương nói, tôi lừa chị làm cái gì? Tu luyện loại công phu này, nội lực của hai người đều phải có căn cơ nhất định, nội lực của chị đã có thành tựu, hẳn là có thể phối hợp với tôi. Tần Thanh xấu hổ nói, tên xấu xa này, làm chuyện này mà cũng đều phải tìm một lý do đường hoàng nữa. Trương Dương cười nói, chị vẫn là không tin tôi. Tần Thanh cảm thấy thân dưới mát lạnh, qua chút thời gian này đã làm cho Trương Dương đem quần của nàng cởi ra sạch, tuy Tần Thanh đã thấy tấm đông cung đồ kia, nhưng mà vẫn không tín nhiệm đối với chuyện ma quỷ âm dương song tu của Trương Dương, nhưng mà kiều khu tại dưới sự vỗ về trêu đùa của Trương Dương đã bắt đầu có phản ứng, rốt cục nàng tách hai chân ra, chậm rãi ngồi ở phái trên hai chân của Trương Dương, hai người trong bóng tối yên lặng thể nghiệm cảm giác hòa hợp một thể. Hai người lặng lẽ di động tại bên trong thùng xe tối đen, hô hấp của bọn họ trở nên càng ngày càng gấp, nhiệt độ cơ thể của Tần Thanh không ngừng tăng lên, nàng ôm chặt lấy thân thể của Trương Dương, Trương Dương cởi vạt áo của nàng ra, hôn lên cái cổ trắng của nàng, dọc theo đường cong yểu điệu của nàng tiến vào bộ ngực của nàng. Bỗng dưng điện thoại của Tần Thanh lại vang lên đúng lúc này, vẫn là điện thoại của cha, Tần Thanh cầm lấy điện thoại, một tay che mồm của Trương Dương, rất sợ hắn xuất ra âm thanh gì đó, cô hết sức làm cho thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh. Ba, con còn ở tại bệnh viện, tiêm xong sẽ đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tần Thanh liền vội vàng tắt điện thoại. Trương Dương cười xấu xa nhìn nàng, thấp giọng nói, trên đời này có kim tiêm lớn như vậy sao? Mặt cười. Tần Thanh xấu hổ không chịu nổi liền cố sức đẩy ngã hắn tại trên lưng ghế dựa, cả người nhào tới, tức giận nói, anh muốn hại chết tôi sao? Trương Đại Quan Nhân tất nhiên sẽ không hại nàng, cả yêu thương còn không kịp nữa, hai tay bọn họ sờ qua lại, Tần Thanh tại trong sung sướng cực độ, cả người giống như bay trên mây, không lâu sau nàng liền sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn mới chưa từng có bao giờ, giống như là kinh mạch của nàng cùng trương dương ở tại cùng nhau, nội lực của hai người quán thông thuận lợi lưu động tại trong cơ thể hai người. trương dương cũng là lần đầu tiên nếm thử loại phương pháp song tu này, hắn không nghĩ tới nội lực tần thanh lại có thể có được tu vi như vậy. lúc bắt đầu hắn còn lo lắng đến nặng lực chịu đựng của kinh mạch tần thanh, chỉ dám đem một chút nội lực thẩm thấu vào bên trong cơ thể của nàng nhưng về sau lại có thể đem ba thành nội lực đẩy vào trong kinh mạch của tần thanh dựa theo phương pháp trên đông cung đồ đối với hai bên tu hành nội lực như vậy đều là rất có lợi đương nhiên đối với bên có nội lực yếu kém hơn thì lợi ích thu được lại còn lớn hơn một chút tần thanh chẳng biết mất đi ý thức từ lúc nào một đoạn ký ức này trống rỗng chờ đến khi nàng tỉnh táo lại phát hiện cơ thể trần chuồng của mình đang nằm úp sấp trên người trương dương kinh mạch hai người đều hiện lên như các sợi nhỏ màu đỏ bên trong xe cũng không mở cho gió vào, nhưng là bọn hắn lại không cảm giác được bất luận cái lạnh gì. Tần Thanh vươn tay chỉ tại trên chóp mũi của Trương Dương, điểm nhẹ một chút, vừa rồi tôi làm sao vậy? Trương Dương mỉm cười nói, chị vừa rồi quá hưng phấn, cho nên mới ngất đi thôi. Tần Thanh mai phục đầu tại bả vai của Trương Dương rồi mở miệng cắn một cái, lần hạ răng này tương đối nặng, để lại một cái dấu răng xinh xắn chỉnh tề tại trên vai của hắn. Trương Dương vươn tay ra nhẹ nhàng phát lên kiều đồn của nàng một cái, nhẹ giọng nói, loại phương pháp âm dương song tu này phải tiến hành theo chất lược, tuy rằng nội lực của chị có căn cơ nhất định, nhưng mà vẫn kém tôi quá xa, bởi vì là lần đầu tiên luyện tập, cho nên tôi khống chế không tốt, nội lực truyền vào trong cơ thể của chị hơi mạnh mẽ một chút, kinh mạch của chị không chịu nổi áp lực lớn như vậy, cho nên mới ngất xỉu, có điều là sau này sẽ không còn như thế nữa. Tần thanh đỏ mặt muốn bò lên từ trên người của Trương Dương, lại bị Trương Dương ôm chặt lấy không thoát thân được, nàng vừa thẹn vừa vội nói, sau này tôi không cùng anh luyện cái song tu gì nữa, tôi thấy là một tà pháp, nếu như khống chế không tốt, chẳng phải là tôi bị anh hại chết sao? Trương Dương cười nói, chị sợ chết à? Tần Thanh nói, không sợ chết, nhưng mà tôi sợ chết như vậy, để cho người khác biết thì xấu hổ lắm. Trương Dương cười nói, nếu như thực sự bởi vì chuyện này mà chết, tôi cùng chị cùng nhau đi, tối đa người ta nói chúng ta là bị chuyện dịch phản ứng. Bây giờ ở bệnh viện có khá nhiều người chết bởi vì truyền dịch phản ứng đó. Tần Thanh xấu hổ che cái miệng của hắn, còn nói nữa, chỉ nói bậy. Trương đại quan nhân nói, có lẽ chúng ta phải nắm chắc thời gian. Làm cái gì? Trong lúc nhất thời Tần Thanh cũng không rõ ý tứ của hắn. Trương Dương nói, truyền dịch đó, chỉ không phải nói có hai bình nước muốn truyền sao, muốn bệnh chóng lành nhanh một chút thì phải tiêm thuốc đúng liều. Cút, có tin tôi cắn chết anh hay không? không tiếc sao. Phó thị trưởng Tần đương nhiên không muốn cắn chết Trương Dương, tuy rằng cắn hắn vài cái, nhưng đều là không đau không ngứa, Trương Dương vất vả khổ sở từ Nam Thích suốt đêm chạy tới đây, tuy rằng phương thức chữa bệnh cho nàng này còn phải tranh luận ta cũng muốn chữa bệnh cho nàng mặt cười, có điều là sự quan tâm của Trương Dương đối với nàng quan tâm là không thể nghi ngờ, Tần Thanh rất cảm động, còn cách hừng đông một chút thì Trương Dương đưa nàng tiễn trở về nhà, lão gia tử đang chờ ở nhà, truyền dịch cũng không có khả năng mất cả một đêm sau khi tần thanh đi xuống xe liền cảm thấy có chút khó chịu, giữa hai chân khô khô nhầy nhầy, thằng nhãi này trái lại chưa chuyên nghiệp, để lại không ít cái gì đó tại trong cơ thể nàng bằng, bằng nhưng tần thanh cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thể bình thường lại, cũng không ho khan nữa, xem ra thuật song tu của Trương Dương thật đúng là rất thần kỳ. Trương Dương hướng cửa lớn của khu gia thuộc thành ủy bĩu môi nói, tôi sẽ không tiến chỉ tiến vào, quá muộn rồi, sợ người khác nhìn thấy sẽ nói xấu. Tần Thanh cắn cắn môi anh đào, nhẹ giọng nói, anh phải đi. Trương Dương gật đầu nói, chị không có việc gì thì tôi an tâm rồi, tôi bây giờ trở lại Nam Tích còn có thể ngủ được một giấc. Tần Thanh nhìn nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của Trương Dương, chẳng biết vì sao mũi bỗng nhiên sụt xịt, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi ra, tuy rằng nàng cố hết sức kiềm chế, Trương Dương vẫn thấy được hai giọt trong suốt trong đôi mắt đẹp kia của nàng, biết Tần Thanh lưu luyến mình, hắn dịu dàng nói, mau trở về đi, vất vả lắm bệnh mới đỡ, nhìn vạn lần đừng sinh bệnh nữa. Tần Thanh gật đầu, vẻ mềm yếu của nàng sẽ chỉ biểu hiện ra ngoài ở trước mặt của Trương Dương, thân thiết nói, anh cũng đừng vội vã chạy trở về, ở lại Lam Sơn đi, chờ ngày mai hãy trở lại. Trương Dương cười nói, chị cũng đừng quản tôi, thân thể tôi rất tốt, đừng nói là quay về Nam Tích, bây giờ lái xe đi kinh thành cũng không có vấn đề gì. Tần Thanh biết cũng không thích hợp nói lâu, hướng hắn gật đầu rồi xoay người rời đi. Trương Dương thấy Tần Thanh vào cửa cũng khởi động xe rời khỏi. Chưa tới 9 giờ, Tần Thanh gọi điện thoại hỏi Trương Dương đã về đến nhà chưa. Trương Dương cười nói, thế nào rồi, thân thể đã thoải mái hơn rồi đúng không? Tần Thanh xì nói, anh còn không biết xấu hổ sao mà hỏi, tôi tắm rất lâu mới đem được mùi vị kia trên người anh tẩy đi, đồ đáng ghét chết tiệt. Trương đại quan nhân có chút ít đắc ý nở nụ cười. Tần Thanh nói, tôi không sao, vừa đo lại nhiệt độ cơ thể đã bình thường rồi." Trương Dương nói, "Tôi đã nói rồi, loại phương pháp âm dương song tu này rất có lợi đối với chị." "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, giống như hai người chúng ta gặp nhau không có gì khác để nói vậy. Tôi bây giờ ngẫm lại, anh từ xa chạy tới, đến tột cùng muốn làm cái gì?" Trương Dương không nhịn được phá lên cười, "Đúng vậy, mình từ xa chạy tới chính là để chữa bệnh cho phó thị trưởng Tần." Ngay cả nói cũng đều chưa kịp nói nhiều thêm vài câu, Tần Thanh nói, ba tôi thấy tôi khỏi bệnh, chuẩn bị y hai ngày nữa sẽ quay về Giang Thành. Trương Dương lúc này mới nhớ tới những điều lúc trước mình quên nói với Tần Thanh, hắn thấp giọng nói, tỉnh đã quyết định Lý Trường Vũ đến Nam Thích đảm nhiệm chức phó thị trường thường vụ cùng phó bí thư thành ủy, mấy ngày nữa sẽ qua tiếp nhiệm. Tần Thanh nói, chính là ông ấy mời ba tôi trở lại làm cố vấn, bây giờ ông ấy cũng tới, ba tôi còn quay về làm cái gì? Trương Dương nói, chú Tần về đó là do nhớ nhà, căn bản không phải muốn trở lại làm cố vấn, chỉ cứ để cho ông ấy trở về đi, dù sao Tần Bạch ở đó, ông ấy còn lo lắng. Tần Thanh ừ một tiếng, lại nói, tình quyết định cho Lý Trường Vũ tới, chẳng lẽ là bất mãn đối với hai người lãnh đạo của thành phố Nam Tích sao? Trương Dương nói, tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao Lý Trường Vũ đến đối với tôi chỉ có lợi. Tần Thanh nở nụ cười khan khách, anh đó có phải lại làm tốt chuẩn bị đấu tranh anh Dũng vì thị trưởng Lý hay không? Trương Dương nói, nếu như ở quá khứ tôi sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ ý nghĩ của tôi có một chút thay đổi. Tần Thanh đang hứng thú nói chuyện, ôm một cái gối ôm nằm ở trên giường, dịu dàng nói, anh nói đi, tôi nghe đây. Trương Dương nói, tôi lăn lộn tại trong thể chế lâu như vậy, bỗng nhiên phát hiện chính trị chính là chính trị, cao thủ đùa bỡn chính trị đều là cực kỳ để ý tới lý trí, con người của tôi là một dị loại, vẫn đều là bắn tình cảm ra bốn phía quan trường bình hải có lẽ chỉ có một mình tôi như vậy tần thanh cười rất hài lòng anh đó cuối cùng cũng ý thức được có điều là chính bởi vì cái đó nên anh mới không giống với người thường trương dương nói quá khứ lúc tôi ở tại giang thành đỗ thiên giã cũng thế lý trường vũ cũng vậy bọn họ đều rất lý trí cảm tình là cảm tình công tác là công tác bọn họ có thể đem hai cái phân chia ra được tốt vài lần tôi bị té nhào kỳ thực đều thua trên mặt thiếu lý trí quá dễ xử trí theo cảm tính. Trương Dương Sở Dĩ nói những lời này là có nguyên nhân. Trước đó lúc hắn gặp Cố Duẫn Chi, ông ta đã đặc biệt hỏi qua hắn. Cố Duẫn Chi lúc đó cho hắn một cái kiến nghị, làm cho hắn bước ra ngoài vòng đấu tranh chính trị, không phải lo làm một đứa trẻ không may. Lý Trường Vũ đến Nam Thích lần này tất nhiên sẽ làm cho làn sóng ngầm chính trị của Nam Thích bắt đầu khởi động, trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ông ta cùng bí thư thành ủy từ quang nhiên và thị trưởng hạ bá đạt khẳng định sẽ phải có một hồi ác chiến ngay cả trương đại quan nhân không rèn luyện chính trị hàng ngày cũng có thể dự kiến được trong quá khứ hắn đã vô số lần hành động dũng mãnh trên chính trị nhưng kết quả cuối cùng thường thường là đứa trẻ xui xẻo lý trường vũ tới nam tích hắn khẳng định sẽ đứng ở bên lý trường vũ có điều là tâm tính của trương dương bây giờ đã chút thay đổi không có khả năng đấu tranh anh dũng đánh đánh giết giết vì bọn họ giống như trong quá khứ Tần Thanh từ trong lời nói của Trương Dương nhận thấy được, trên tâm lý của Trương Dương vẫn tồn tại một chút ám ảnh đối với chuyện sân bay mới giang thành. Nàng dịu dàng nói, kỳ thực anh không cần phải tận lực đi làm cái gì, quá khứ anh lộ ra yêu ghét cá nhân, trọng cảm tình dễ xung động, nhưng con người cuối cùng sẽ dần trưởng thành. Anh bây giờ đã là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, là cán bộ cấp chính sử, nhiệm vụ của anh là phải làm tốt chức trách của mình, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được tâm tư của lãnh đạo. Cũng không cần phải đi sai, nếu như đấu tranh giữa bọn họ không chạm đến anh thì anh cũng không cần phải chủ động đi tham dự vào, chỉ có rời xa cái vòng thị phi này mới có thể thấy rõ được đến tột cùng ai đúng ai sai, so với việc phí sức vào đấu tranh chính trị như vậy còn không bằng kiên định làm thật tốt bổn phận công tác của mình. Trương Dương nở nụ cười, "Chị Thanh, cũng là chị nói đúng lòng tôi nhất." Tần Thanh nói, "Bây giờ tuy rằng anh biết thế, nhưng mà tôi hiểu tính tình của anh, đến lúc đó khó bảo toàn sẽ không theo vào giúp vui." Trương Dương nói, người cuối cùng sẽ trưởng thành, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi cũng đã có quá nhiều điểm đáng nhớ, tình cảm cùng chính trị tôi phân biệt được rõ ràng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại nói, nếu như tỉnh quyết định phái chị tới làm phó thị trưởng thường vụ thì thật tốt. Có cái gì tốt? Tôi sẽ không tranh chấp như vậy, tôi có thể dương cao cờ xí trước tiên đứng ở bên chị, ai dám đấu tranh chính trị với chị chính là làm khó dễ Trương Dương tôi, tôi sẽ làm cho hắn răng rơi đầy đất, Tôi cam tâm làm lính hầu của chị, giết ra một mảnh trời tại Nam Tích cho chị." Ở đầu kia của điện thoại Tần Thanh cười đến rung cả người, tuy rằng Trương Dương nói hơi thái quá, nhưng mà lại làm cho trái tim thiếu nữ của Tần Thanh ấm áp. Tần Thanh nói: "Trương Dương, vì anh, tôi làm cái gì cũng đều cam tâm tình nguyện." Cường Hãn như Trương Đại Quan Nhân không ngờ lại có thể sinh bệnh, đêm đó sau khi hắn trở lại Nam Tích liền bắt đầu đánh hắt xì, sau đó không ngừng ho khan, cứu người khó cứu mình. Trương Dương mất một phen tự định giá mới hiểu rõ ràng, mình hẳn là bị Tần Thanh lây truyền, lấy thân thể của hắn vốn sẽ không dễ dàng cảm mạo như vậy, vấn đề xảy ra tại trên mặt song tu, có thể là lần đầu tiên tu tập, Trương Đại Quan Nhân không khống chế được tốt nội lực, chỉ khỏi cho Tần Thanh, còn mình lại ngã bệnh. Tuy rằng sinh bệnh, nhưng công tác không thể ngừng lại, sáng sớm hôm sau còn phải đi hiện trường nói chuyện ban thông tin, Trương Đại Quan Nhân từ trước tới nay lần đầu tiên bịt khẩu trang che cái miệng to đi tới ký túc xá của Ủy ban Thể dục Thể thao bên cạnh khách sạn quốc tế Nam Dương. Cao Liêm Minh gặp Trương Dương tại cửa lớn, thiếu chút nữa không nhận ra hắn, nhìn chầm chầm Trương Dương, nhìn kỹ một hồi mới vừa nói Trương Dương. Hắn mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc, một đêm không gặp, tên này bịt khẩu trang làm cái gì? Trương Dương ồm ồm nói, bị cảm, hắt xì. Cao Liêm Minh cuống quyết lùi về phía sau vài bước, có phải tối hôm qua đã làm chuyện xấu gì phải không? Không mặc đủ quần áo, thằng nhãi này tại ác y phỏng đoán, có điều là hắn đoán thật đúng. Trương Dương chỉ vào cao liêm minh muốn mắng hắn một câu, nhưng lời còn chưa nói đi ra, mũi ngứa, hắt xì. Cao liêm minh thở dài, công tác thảo mệnh còn cần anh đó, bảo trọng thân thể cho tốt đi. Trương Dương theo cao liêm minh đi tới phòng máy ở lầu 2, bên phía đông giang đã đem tài liệu qua, thường hải tâm cùng đường đường. Phó Trường Trinh đang cùng nhau đối chiếu danh sách hàng hóa ở đằng kia, thấy Trương Dương mang khẩu trang to đùng đi vào, mỗi người đều mang theo kinh ngạc. Thường Hải Tâm vô cùng kinh ngạc nói, anh làm sao vậy? Vành mắt Trương Dương có chút hồng, cũng không phải cảm động, mà là cảm mạo gây ra, mũi ngứa ngứa, muốn hắt xì lại không hắt được, khó chịu đến nỗi nước mắt cũng sắp nhanh rơi xuống. Cao Liêm Minh thấy dáng dấp của Trương Dương, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng, Trương Dương, ai khi dễ anh, nói với tôi, tôi giúp anh hết giận đi. Trương Dương chừng mắt nhìn hắn, hắt xì cái hát xì này cuối cùng cũng hát ra tới, đứng một bên chơi đi, cậu nhớ kỹ cho tôi, sau này tại trường hợp công khai phải gọi chủ nhiệm trương, đừng có không biết lớn nhỏ. Hát xì, Cao Liêm Minh vẫn đang cười cười, cười đến nỗi nhìn có chút hả hê. Thường Hải Tâm thấy bộ dạng của Trương Dương, không nhịn được có chút lo lắng, thân thiết nói, chủ nhiệm Trương, anh có bệnh thì đừng tới đây liếu, ở nhà nghỉ ngơi đi. Trương Dương nói, một chuyện lớn như này, Tôi đã nói là sẽ tới, nói phải giữ lời." Thường Hải Tâm nói, về phương diện dụng cụ trên cơ bản chúng tôi đã kiểm kê hoàn tất, hẳn là không có vấn đề gì. "Vậy là tốt rồi." Thường Hải Tâm nói, nếu như anh cảm thấy khó chịu thì đừng mang khẩu trang, hô hấp chút không khí mới mẻ mới có lợi đối với anh." Trương Dương nói, tôi là sợ lây truyền cho các cậu." Cao Liêm Minh nói, mang khẩu trang thì có tác dụng sao? Nên truyền nhiễm thì vẫn truyền nhiễm, yên tâm đi." chúng tôi không nhỏ nhen như vậy nếu thật sự bị anh lây cho chúng tôi cũng không trách anh trương dương nói tiểu tử cậu ít nói nhảm đi đã tìm được phòng làm việc của mình chưa cao liêm minh lắc đầu hắn vừa đến nơi đây còn chưa biết mình phải làm gì trương dương hướng phó trường trinh nói trường trinh anh quay đầu lại dẫn cậu ấy đi xem phòng làm việc thuận tiện đem các vấn đề liên quan đấu thầu khối đất sân thể dục cho cậu ấy xem hắt xì cao liêm minh có chút đồng tình nhìn trương dương chủ nhiệm trương, nếu như anh khó chịu thật sự thì trở về nhà nghỉ ngơi đi, muốn biểu hiện cũng không nên tại nhất thời. Trương Dương phát hiện Cao Liêm Minh thực sự là một tên miệng hư, lão tử mà phải biểu hiện sao? Ta là chăm chỉ làm việc. Thường Hải tâm từ trong túi tìm ra một hộp an khang khắc, hai ngày trước nàng bị cảm mạo uống còn thừa lại, đưa cho Trương Dương nói anh uống trước một viết đi, rất hiệu quả đó. Trương Dương cười cười, với hắn thì hiệu quả của thuốc có bao nhiêu chứ, tuy rằng hắn không dự định uống thuốc, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt sự quan tâm của thường hải tâm, hắn đang chuẩn bị nghe mọi người nói, sau đó trở lại nghỉ ngơi. Phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thôi quốc trụ đầu đầy mồ hôi lớn chạy đến, chủ nhiệm trương, không tốt, không tốt rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 600